Cái đạo, cái tâm ai thấu hiểu. Bây giờ cái quan trọng nè là cái đạo và cái tâm. Đạo á, thì chúng ta đã có sẵn rồi nè. Đạo làm cha, làm mẹ, đạo làm chồng, làm vợ, đạo làm con, đạo làm thầy, đủ các đạo chúng ta đang có. Mỗi người chúng ta đang có đầy đủ cái chất đạo ở trong chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu cái tâm thì chúng ta không thể hiện đúng cái bổn phận của mình. Nói cách khác, bổn phận, đạo là bổn phận. Nếu chúng ta có tâm thì chúng ta thể hiện cái bổn phận nó đúng mức. Ví dụ như mình là đạo làm con thì mình thể hiện cái đạo làm con đúng mức. Mình là đạo làm chồng, mình thể hiện cái đạo làm chồng đúng mức. Hay thậm chí chúng ta làm việc gì, bất cứ việc gì chúng ta làm, lấy cái tâm vô đó thì việc nó sẽ khác. Cái đạo, cái tâm ai thấu hiểu? Chỉ có mình thôi à. Chỉ có tự mình mới hiểu được cái tâm mình và cái con đường mà chúng ta đang có. Mới biết phù du sống ở đời. Người nào có được cái đó đó thì người đó mới gọi là người. Mình mới cái chữ là mới biết, là mới hay, mới nhận rõ được một người sống trong cái kiếp phù du này. Bài thơ rất thiền. Thiền là vậy đó. Thiền là chúng ta có thể nhận được những cái gì nó rất bình thường. Cho nên ngày Đức cái chuyện mà Đức Phật giơ cành hoa, ngài Ca Diếp mỉm cười với Đức Phật. Chúng ta luận bàn, ô chuyện đó là chuyện bịa đặt. Thí dụ vậy, đừng bận cái đó. Đừng có bận cái chuyện bịa đặt hay không, tại mình không có mặt ở lúc đó. Thì mình và đồng thời mình có thể nghiên cứu sử sách, mình nó không nghe trong kinh nhắc. Thôi mấy chuyện đó tùy mình. Nhưng chúng ta ở đây, chúng ta hãy lấy cái đạo, cái tâm mà nhận ra cái công việc đó. Đức Phật giơ cành hoa. Vì sao? Ngài thấy hoa bình, hoa đẹp thì ngài mỉm cười. Ngài Ca Diếp cũng thế, thấy hoa đẹp, Phật cười, ngài cười. Thế thôi. Chứ có gì đâu mà phải thắc mắc, what's happened? Chuyện gì vậy? Phải không? Thí dụ như mình đói thì ăn, mệt thì đi ngủ. Cho nên ngài Trần Thái Tông, ngài cũng có bài thơ vậy đó. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó, thành thử ra chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta thấy các vị thiền sư nói giống nhau hết. Rồi gặp ngài Lục Tổ Huệ Năng, nói bạch ngài, xin ngài chỉ cho con cách tu đạo. Nói tâm bình thường là đạo. Cái tâm anh cứ bình thường là anh đã sống với cái đạo đó rồi. Anh sống không đúng, bất thường, tự nhiên cái đạo anh nó bất thường. Rồi lên một vị khác lên hỏi, con xin phép thầy cho con lui, tại con ở với thầy 3 năm trời, thầy không dạy cho con cái gì hết. Ông thầy hỏi, trước khi ông đi tu, ông làm nghề gì? Dạ con làm nghề bán bánh bao trước cửa chùa. Mỗi ngày ông có cho ta bánh bao ăn không? Dạ có, con đem vô cúng dường ngàn cái trước khi con mở, con khai trương con bán, mở cửa tiệm bán. Ta có nhận không? Dạ lần nào con cúng ngài cũng lấy hết. Lấy ta làm gì? Dạ ngài ăn. Vậy ông cần gì phải hỏi đạo nữa? Đạo là cái chuyện đó đó. Ông cúng thì ta nhận, nhận rồi ta ăn. Thậm chí người đệ tử vô nói, tại sao con ở đây bao nhiêu năm trời mà thầy không có dạy con tu? Nói, ê, lạ ha. Ông đem cơm lên ta ăn không? Dạ có ăn. Ta ăn xong rồi ông làm gì? Nói, dạ dọn chén. Ông nói, vậy ngươi hỏi gì nữa giờ? Chuyện cuộc sống bình thường vậy đó. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Cái quan trọng là trong nhà sẵn báo. Sẵn báo đó là gì? Là cái tâm tu, cái tâm, cái đạo đó đó. Sẵn báo là cái đó, là cái của báo của mình đó. Đối cảnh vô tâm,
Đó, bao nhiêu cảnh mỗi ngày mình gặp nè, vui có, buồn có, ghét có, thương có, đủ thứ các cảnh hết, đừng dính cảnh nào hết. Cảnh buồn cũng là vô thường, cảnh vui cũng vô thường. Thí dụ hôm nay mình gặp người đó cười vui, biết vậy đi. Rồi ngày mai đổi chứng, biết vậy đi. Bữa nay biết hôm nay nó vui không? Hôm nay vui. Ngày mai nó không bình thường nào, hôm nay nó không bình thường. Nhận cái hiện tại. Ủa sao kỳ vậy? Hôm qua nó vui vẻ cho tôi, bữa nay nó lại dạ, là cái đó là mình đem cái hôm qua mình soi chứ cái hôm nay sao được? Vô thường mà. Tất cả các cảnh đều là vô thường. Cho nên cái đạo, cái tâm ai thấu hiểu mới hay phù, mới biết. Cái chữ là mới biết, mình mới rõ được cái lẽ sống. Bài thơ rất thiền, mà quý vị đọc quý vị thấy thiền, thiền là vậy thôi. Tử sinh đừng hỏi kẻo phí lời, thời tiết nhân duyên vốn tại trời. Mây núi không bay, mây núi nào không bay cạnh núi, sông nào chẳng ở chốn xa khơi. Mây nào mà không mây lang thang trên đỉnh núi, sống nào mà chẳng ở ngoài khơi. Thấy không? Hoa nở tháng 3 luôn vẫn vậy, như là gà gáy năm canh đánh thức người. Cái đạo, cái tâm ai thấu hiểu mới hay phù, mới biết phù du sống ở đời. Người nào mà biết được cái sống đó là sống ở đời, dù cuộc sống này nó là cuộc sống của phù du. Nhưng mà mỗi người, người ta khi nào mình mà qua được cơn mê là mình vui à. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bền bồng, ta lại về bên nhau. Ngày đó mưa không còn, con đường thật hiện lành, ta mặc tình rong chơi. Cho nên chỉ cần qua cơn mê, mình sống mình mê, mà hãy qua cơn mê là mình tỉnh. Mà cái người mê là không bao giờ chấp nê của quá khứ, của hiện tại, của vị lai. Cho nên ví dụ hôm nay ăn sao bữa nay mặn quá, bữa nay đừng, hôm qua ngon đấy, cái hôm qua nó qua rồi mà cứ lôi cái hôm qua lại để chê cái hiện tại, cho nên mình khổ cái chỗ đó thôi. Cho nên ngày Hòn Nhất ăn cơm với một ông đại tướng, trời ơi ổng ăn cái củ cải nó mặn muốn chết. Xong rồi khi ổng thấy ngài cũng ăn, rồi lát cái ngài uống nước lạnh, cái ngài thấy ổng mới nói sao ngày ăn gì ngộ quá vậy, nước thì không chịu uống nước trà cho nó thơm, ăn thì không ăn củ cải ngâm cho nó vừa, ăn chi nó mặn. Thì ngày Hoàng Nhất mới nói mặn có cái ngon của mặn, lạc có cái ngon của lạc. Mã Tổ mùa buổi trưa nắng đi ra phơi cải làm dưa, các đệ tử nói bạch ngài trời nắng quá, ngài phơi cải làm chi, thờ thỉnh ngài vô nghỉ. Ngài xoay qua ngài nói, đã nói phơi cải mà không phơi lúc nắng, không lẽ phơi lúc mưa? Mấy ông nín hết trời. Phải không? Cái chuyện mà nhiều khi cuộc sống của mình nói những cái câu nói nó rất là vô lý, mà chúng ta cứ phải nói. Muốn phơi cải mà không phơi lúc nắng, không lẽ lúc mưa đem ra phơi? Cho nên cái cuộc sống của chúng ta, nếu mà nói về đạo Phật là như vậy đó. Mỗi người chúng ta mỗi ngày đều có những cái để chúng ta tiếp xúc, để chúng ta gặp gỡ, để chúng ta phải đối diện và giải quyết. Cho nên có một vị mới hỏi, thưa ngài, thế nào là tổ? Ai mới được gọi là tổ? Thì cái vị đó mới trả lời, người tổ là gì? Chuyện quá khứ không nhớ, chuyện tương lai không trông, hiện tại chẳng dính mắc. Tại vì vừa tích tắc là nó đã thành quá khứ, vừa tích tắc là thành quá khứ, có cái gì nắm được đâu. Cho nên các vị tổ là gì? Hơn mình được một bậc, còn mình là gì nó xảy ra là dính đó. Vậy quý vị hiểu được bài thơ này rồi ha. Mây núi nào không bay cạnh núi, sóng nào chẳng
ở chốn xa khơi. Câu hỏi kế: vị Hương Vân Cái Bồ Tát có giống Phật Bà Quan Âm không ạ? Trước hết Pháp Hòa xin nhắc những người Phật tử hay là những người theo gọi theo nhân gian thì ta gọi là Phật Bà. Còn hễ là Phật á thì là Phật Bồ Tát là Bồ Tát, chứ không có Phật Quan Âm Bồ Tát. Thứ nhất là mình không gọi Phật Quan Âm, Quan Âm là Bồ Tát. Thứ hai là chúng ta không gọi là Phật Bà. Phật là cái bản tính giác ngộ chứ không phải cái tướng nam nữ. Nên nếu mà mình là Phật tử thuần thành mình gọi vậy, người ta biết là mình chưa thuần. Cái này nhỏ thôi, chỉ sẵn dịp và nhắc luôn để đây chúng ta không gọi lầm. Chúng ta không gọi là Phật Bà Quan Âm, Quan Âm Bồ Tát, hay là Đức Quán Thế Âm, hay là Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà không có chữ Phật Bà. Thứ hai, bây giờ nói Hương Vân Cái. Chữ cái này á, nó có nghĩa là cái lọng che trên đỉnh đầu. Thí dụ như là bảo cái. Bảo cái tức là cái lọng báo che trên đầu. Thường thường mình đi đến mấy cái chùa xưa đó, mình hay thấy người ta làm cái lọng bằng vải, nó có nhúng nhúng, xếp con theo đó. Đó là hình thức của bảo cái đó. Thì khi mà chúng ta dâng hương cúng dường á, chúng ta cũng mong rằng những cái khói hương này bay lên và kết thành một cái lọng che quý báu để mà che Phật, cúng dường Phật. Cho nên gọi là hương. Hương này là khói, vân này là mây. Cái khói mây này, cái khói này nó bay lên những đám, như những đám mây, rồi kết thành một cái bảo cái, nó che cho Phật. Và ở trong đạo Phật á, có thể chúng ta sẽ không có một vị Bồ Tát nào tên là Hương Vân Cái, nhưng mà nếu là có Bồ Tát nào tên là Hương Vân Cái thì cái nghĩa nó là vậy. Cho nên không, cái vị này không có liên quan với Đức Quan Âm. Còn nếu chúng ta nhận, chúng ta nhận ra tất cả những cái gì nó có công năng màu nhiệm, nó đều được nhận là Bồ Tát hết. Pháp Hòa ví dụ như là đang khát nước quá, có một ly nước uống thì cái ly nước này là Bồ Tát. Thấy không? Thì mình có thể là Nam Mô Trừ khát nước, Nam Mô Trừ nhiệt não, thí dụ vậy. Cho nên cái gì nó có công năng, nó chuyển hóa mình, nó đều là Bồ Tát hết. Cho nên những người xung quanh mình đó, người ta tới đúng lúc, người ta giúp cho mình hoàn thành một cái gì đó, mình nói trời, anh đúng là Bồ Tát đó. Vậy thì Bồ Tát nghĩa là gì? Khi nào chúng ta có những cái nhu cầu gì trong cuộc sống mà người đó xuất hiện giúp đỡ cho mình đúng lúc, đúng việc, thì chúng ta nhận diện những cái đó là Bồ Tát hết. Cho nên chữ Hương Vân Cái này nó, và nó cũng như câu Thanh Lương Địa Bồ Tát, Mỹ Hương Trai Bồ Tát. Tại sao cái lúc mình cúng cơm mình đọc là Mỹ Hương Trai? Chữ Mỹ là đẹp, chữ Hương là thơm. Những món ăn này mình dâng lên vừa đẹp vừa thơm. Những món trai này nè, chúng ta dâng lên vừa đẹp vừa thơm, và nó có công năng làm cho mọi người vui vẻ, trừ đói khát. Nó là Mỹ Hương Trai Bồ Tát. Cái nước mà chúng ta rót ra cúng đây, tuy rằng nó là nước trà, nước lọc gì đó, nhưng với cái tâm lực mình gia trì vào đó, nó thành ra cam lộ. Chữ cam là ngọt, chữ lộ là xương, như những giọt xương ngọt. Mà những giọt xương ngọt này nó hơn tất cả những cái ngọt khác. Cái ngọt này không có những cái từ của thế gian có thể sánh, cho nên nó là vương. Chữ vương là gì? Là vua. Vua của các vị ngọt. Đó là vị của cam lộ, gọi là cam lộ vương Bồ Tát. Chúng ta đọc là cam lộ, Mỹ Hương Trai.
Rồi bây giờ cái tâm của mình muốn cúng dường, muốn cúng cùng khắp hết, không phân biệt. Nam mô Phổ cúng dường. Chữ Phổ là rộng. Vậy thì chúng ta có hằng hà sa số danh hiệu Bồ Tát Phật. Và những cái gì nó có công năng, nó làm thành ra cái sự việc đó, nó đều là Bồ Tát hết. Ví dụ như giờ quý vị trở thành ra Bồ Tát thường quay phim. Pháp Hòa vừa rồi mới lại nói với thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy Huệ Tạng, sau cái mùa dịch này là tụi con trở thành là filmmaker. Mấy đứa bây giờ bắt đầu, thật ra cũng biết nhưng mà không có cái cơ hội, không? Và nhân cái cơ hội này phải làm livestream, phải làm những cái chương trình, cho nên bắt đầu mấy thầy có nhiều kinh nghiệm ra. Rồi mấy anh em làm việc với nhau. Có anh em đó vừa rồi nó đi lên chùa, có bà nội mất, lên chùa nó thấy mấy thầy xài cái cây quay phim gì đâu mà nó yếu ớt muốn chết. Nó về nó xách cái cây của nó lên nó cho. Phải không? Đó. Rồi không biết ai cho Pháp Hòa cái giỏ đựng camera, mấy cái đồ dụng cụ làm phim á, để bên Tây Thiên á. Tự nhiên bữa đi qua dọn nhà lụt ra, ủa có cái giỏ này. Mở ra cái giỏ đó là để đựng ba cái dụng cụ. Nó không phải là giỏ mắc tiền, nhưng mà nó rất là tiện lợi. Xách qua đường mới thấy, xài được không con? Dạ được. Phải không? Thôi đó, tất cả những cái lúc mà chúng ta có nhu cầu mà nó có mặt thì nó là Bồ Tát hết. Cho nên khi mình tụng kinh, tụng xong cái hương linh lắng nghe những cái lời khai thị này, thấu rõ đời là vô thường, là khổ không, là vô ngã, nhất tâm buông xả vạn duyên, cầu sanh tịnh độ. Lúc đó là tâm mình thoải mái, rỗng rang rồi, mình hiểu biết rồi. Nam mô linh tự tại Bồ Tát. Không có ràng buộc nữa. Rồi lúc mà mình mời nhất sơ thỉnh. Sơ thỉnh là thỉnh lần đầu. Không ai kêu nhất thỉnh, sơ thỉnh. Nhưng mà sơ thỉnh xong rồi, nhị thỉnh cũng được, không sao. Nhưng mà nó không hay. Tái thỉnh. Tam thỉnh. Ba lần triệu thỉnh, mấy lượt hương xong, vong giả cảm thông, án tiền an tọa. Nam mô linh an tọa Bồ Tát. Ba lần mời thỉnh, mấy lượt hương xong. Hương xong là hương đốt lên rồi. Vong giả cảm thông, nghĩa là vong bây giờ đã nghe tôi mời rồi, đến đây ngồi. Thế nên tất cả những cái việc đó nó đều biểu hiện như những bậc Bồ Tát. Hương linh lắng nghe kinh, nam mô thính kinh văn, thỉnh kinh văn. Cho nên trong suốt cái thời kinh chúng ta cứ niệm Bồ Tát này Bồ Tát kia. Có thể là những vị đó là một biểu tượng. Chờ có nhiều vị không biết tạc cái tượng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Làm gì có ông Bồ Tát nào tên Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Vì mình niệm nhiều Bồ Tát quá rồi, cuối cùng giờ là gom chung lại đi. Nam mô các vị Bồ Tát nhiều như biển, đều là những bậc Bồ Tát thanh tịnh. Cái câu cuối cùng niệm Thanh Tịnh Đại Hải Chúng nó nghĩa vậy đó. Các vị Bồ Tát quy tụ về đông như biển cả, và tất cả các vị đều là những Bồ Tát thanh tịnh. Đó là cái nghĩa của chữ hương vân cai. Thầy ơi, cho con hỏi, hiện tại con đang thờ mẹ Quan Âm. Đấy, chữ mẹ Quan Âm là mình gọi một cách rất là thân mật ha. Chữ Bồ Tát bữa nay Quan Âm làm mẹ rồi đó. Thầy nói những cái từ đó là từ nhân gian mình gọi cho nó gần gũi. Do lập trang thờ cao quá, mỗi lần đốt nhang là phải bắt ghế. Giờ con muốn hạ trang thờ thấp xuống để tiện đốt nhang và lau trang thờ, nhưng mẹ con không cho và nói hạ lên hạ xuống như vậy không nên. Giờ đây con phải làm sao? Cho con hỏi thêm, con muốn thờ Tam Thánh mà trong Tam Thánh cũng có tượng mẹ Quan Âm. Theo thầy con nên thờ như thế nào cho đúng?
hình mẹ Quan Âm hiện tại con đang thờ cũng muốn giữ lại, giờ con phải làm sao? Ý nói là đã thờ Đức Quan Âm sẵn rồi, bây giờ trước hết là giải quyết cái trang ha. Pháp Hòa thường nhắc là khi mình thờ Phật á, là mình nên thờ vừa với cái tầm nhìn của mình. Thứ nhất á, là để mỗi lần mình thắp hương, mình tụng kinh á, mình nhìn Phật, mình đọc những cái bài tán nó có cái giao cảm. Cái thứ hai đó là khi chúng ta lau chùi cũng dễ dàng và chúng ta thắp hương cũng tiện lợi. Bây giờ chúng ta thờ cao quá, mỗi lần mình thắp hương mình đứng ở dưới này, có nhiều khi bằng thờ tuốt ở trên, mình đứng dưới này mình khấn thôi cũng được đi, ở trên cũng nghe à, nhưng mà có cái điều là khi chúng ta thắp nhang chúng ta phải bắt cái ghế, nó rất là mất trang nghiêm. Và mà khi mà, xin lỗi đại chúng, có nhiều cái bàn thờ bắt lên cái ghế thì nó là dư, mà đứng dưới này cắm thì nó không đủ, bắt đầu với lên cái chọt cây nhang cho nó xéo xéo, miễn nó chọt vô cái bàn đó là được rồi. Thành nữ rốt cuộc cái nhang á, đứng nó thè lè ra đằng trước cho nó rớt, nó bụi hết trơn, mà nhìn bàn thờ rất là mất trang nghiêm. Thì bây giờ á, bây giờ mình ý thức được điều đó, mình đưa cái trang thờ xuống cho nó vừa, không có lỗi gì hết. Ở đây là chúng ta hạ xuống để cho nó quân bình với cái con người của chúng ta. Nếu mà mình để cao quá đó, mình sợ các ngài phiền lòng, buồn giận mình do cái chuyện mà mình đưa lên xuống rồi đó, mai mốt mà già lớn tuổi leo không nổi đó, có bữa nào trật chân té đó, lúc đó còn phiền hơn nữa. Thành thử ra mình làm cái gì mà nó tiện. Phật là do mình an vị làm sao các ngài sẽ an như thế, mình đặt làm sao các ngài sẽ an vị như vậy. Thì hồi trước mình không hiểu, mình thờ cáo, giờ mình thấy mình lớn tuổi rồi, già cả rồi, leo hoài té mà nó không có trang nghiêm nữa, thôi thì mình hạ xuống thờ như thế nào để mà vừa cái tầm mình. Đại chúng cứ nhớ là mình làm như cái gì mà nó thuận tiện, mà nó đủ cái trang nghiêm cho mình là tốt. Ví dụ như giờ có những người nhà không thể thờ Phật ở ngoài phòng khách được vì không có chỗ, thì bây giờ quý vị muốn xin đem Phật vào trong phòng, cái trường hợp đó nó có thể được với ai? Thứ nhất là các vị lớn tuổi thôi. Còn mình là người nữ còn trẻ, đôi khi chúng ta còn nhiều cái sơ thất trong khi chúng ta sinh hoạt ở trong phòng. Vì vậy cho nên trường hợp đó không nhất thiết mình phải có cái bàn thờ trong đó. Và trường hợp đó mình phải giải quyết rằng một cái bàn thờ ở lòng của chúng ta, ở trong tâm của chúng ta. Thật ra có khi chúng ta có thể thể hiện ra tướng, mà chúng ta chỉ có lúc chúng ta cũng phải cần thể hiện ở tâm, nếu hoàn cảnh chưa cho phép. Hoặc là ví dụ bây giờ mình có một gia đình mà họ khác cái đức tin với mình, họ không có đồng ý cho mình tạo lập một cái bàn thờ, thì chừng đó mình làm sao? Thì Phật ở trong lòng. Cho nên chúng ta có rất nhiều những cái cách gọi là đã là phương tiện, thì cách nào nó tiện cho mình thì chúng ta dùng cái phương pháp đó. Nó mới đúng nghĩa của chữ phương tiện. Và cái cứu kính ở đây là gì? Chúng ta không bất kính. Ví dụ mình hạ cái trang thờ xuống không có bất kính là vì chúng ta muốn làm sao để chúng ta thuận lợi để chăm sóc. Pháp Hòa nói đơn giản vậy nè. Ở đây á, có những gia đình á, khi mà người ta thấy cha mẹ người ta lớn tuổi rồi thì người ta muốn xây một căn nhà hay mua một căn nhà mà ở dưới cái cửa bước vô đó, nó phải có một cái phòng và có washroom, vì họ dự trù cho cha mẹ khi lớn tuổi không còn lên xuống cầu thang nữa, thì các vị ở cái main floor, ở dưới cái tầng dưới để tới lui cho nó dễ. Hoặc là người ta ở nhà người ta hồi xưa là cái bát thấp, cái bồn tắm, bây giờ người ta chỉnh sửa lại thành ra cái shower để chi? Người ta dự trù khi cha mẹ lớn tuổi ra vào không có quá cực khổ.
Rồi thậm chí khi cha mẹ già không còn tự tắm được, mình phải tắm cho cha mẹ, thì đủ chỗ mình để một cái ghế cho cha mẹ ngồi, cho người già ngồi để tắm. Như vậy thì mình không thể nào nói thôi, ba mẹ tôi nào dở trển rồi, trên lầu rồi, giờ tôi đem xuống sợ ba mẹ tôi buồn. Mà trong khi đó mỗi một lần lên xuống là quá ư là cực khổ. Thì trường hợp mình đưa ba mẹ xuống ở dưới này cũng không có gì sai. Có rất nhiều gia đình không có chỗ, phải không? Ta lấy luôn cái phòng khách, ta nuôi dưỡng cha mẹ. Tại vì bây giờ người ta tính cái vấn đề gia đình, chuyện gia đình ta, còn khách khứa có tới không có quan trọng nữa. Cái quan trọng là người ta tính như thế nào để tiện lợi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đã là phương tiện thì tất cả đều là phương tiện. Mà chúng ta, cái phương tiện đó chúng ta làm cốt để làm gì? Để bày tỏ cái tâm cung kính của mình. Thế thôi. Cho nên không có gì trở ngại. Chuyện thứ hai, bây giờ mình thờ Tam Thánh, thì Tam Thánh là có Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Hỏi giờ con có tượng, có bức hình Đức Quan Âm rồi, nếu con thỉnh thêm tượng Quan Âm nữa dư. Thật sự ra có dư cũng không sao, vì ở cái tính cách trang nghiêm. Nếu mình tính gọi là dư thì không lẽ Đức Di Đà đứng giữa, Đức Thế Chí bên ở sau lưng hình Quan Âm, nó mất đi cái tính trang nghiêm. Cho nên bức tranh Quan Âm vẫn để phía sau đó, rỡ trước này đặt ba vị Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Trừ trường hợp mình đã sẵn tượng Quan Âm thì chúng ta có thể giảm, hoặc là đôi khi cái tượng Quan Âm mình đang thờ nó không có phù hợp, tương đồng cái tương đối cái chiều cao, cái kích cỡ, thì chúng ta cũng phải chấp nhận là thỉnh Đức Quan Âm cũ xuống để đủ bộ trên này cho nó trang nghiệm. Rồi nói này thờ lâu quá linh, linh không nhất thiết ngồi đó, ngồi đâu cũng linh, đã linh thì ngồi đâu cũng linh. Không, bây giờ mình thỉnh xuống cái tủ cái gì đó mình để trang nghiêm cũng được. Con mong muốn các con được học hành theo các phương pháp tốt nhất của các trường quốc tế hay song ngữ, mà cái này ở Việt Nam cũng tốn lắm. Nên con nay vì muốn các con được học hành như thế, con định tham gia đầu tư tài chính hay như chứng khoán hay các chương trình khác để có thu nhập thêm. Không biết như vậy có phải con tham quá không? Như thế có không tốt không ạ? Con nghe đâu đó trên mạng mọi người nói không nên đầu tư cho con cái ăn học đắt đỏ. Như thế tổn phước của con và cha mẹ. Thưa đại chúng, cái này không có gì tổn phước hết. Mình có con thì mình phải lo cho con. Mà lo cho con thì có nhiều cách, tùy theo cái. Thí dụ con mình nó có khả năng học thì chúng ta phải đầu tư vào chuyện học. Nếu con mình nó có khả năng làm ăn thì mình giúp đỡ đầu tư cho con mình làm ăn. Trong kinh Vu Lan á, người ta nói cái ơn đức của cha mẹ đó. Cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thể làm, có thế làm ăn. Ước mong con được nên thân, dù cho cha mẹ cơ bần quản chi. Thành thử ra cha mẹ mà cho con đi học, dựng vợ gả chồng cho con, đó là tất cả những cái đầu tư. Mà không phải riêng người cha mẹ, mà người thầy cũng thế. Có đệ tử thì phải đầu tư vào đệ tử. Pháp Hòa hay nói với các thầy á, thầy không có được cái duyên đi học. Cuộc đời đi tu của thầy là một cái rất là cô đơn và cô độc. Không có những huynh đệ đồng tu, không có những người cùng chia sẻ, đồng hành, vân vân. Nhưng khi thầy có các chú đệ tử nhỏ thì không muốn các thầy dốt giống mình. Cho nên bằng mọi cách phải để cho các thầy đi học. Mà cái học đầu tiên nhất là đạo đức, xây nền tảng tu tập. Cho nên thầy nào học xong lớp 12 cũng không cho học tiếp, ngưng ngay đó, đi về các chùa, các trung tâm tu học có thực chất ở đó tu. Tại vì cái chính yếu là tu, còn cái chuyện mà chúng ta học có bằng cấp là phụ, nhưng cũng không thể bỏ nếu có khả năng học. Cho nên chuyện đầu tiên nhất là phải đầu tư tâm linh.
làm sao mình có được một cái nền tảng đạo đức. Mình có được cái này rồi, mình ra ngoài mình học đó, nó không có lung lay. Đó là mình nói là không có chứ chưa chắc nữa đó. Mai là xây dựng như vậy đó. Mà rồi tới hồi ra ngoài rồi, đất này nó, cây này nó bắn rễ không nổi. Cho nên gió thổi một cái hai gió rồi là thôi, nó bứt rễ nó mất tiêu. Đó. Huống chi là mình từ nhỏ tới lớn mình không lo, không lo đầu tư đó. Cho nên cái cách của Pháp Hòa là chú nào còn nhỏ học xong lớp 12 là đẩy đi hết qua những chỗ trung tâm gần các bậc cao đức, để nương cái đức và của một vị lớn đó, một vị tôn túc, và đồng thời nương cái đức của chúng tu. Thầy nào cũng từ 3 năm trở lên. Thầy Tịnh Tạng lỡ lâu nhất đó, 7 năm. Rồi khi về tới đây phải không? Có khả năng học, học tiếp. Cần học upgrade, học upgrade. Bổ túc. Giống như thầy Huệ Tạng học bổ túc 1 năm, 2 năm để lấy đủ điểm, rồi học nổi nữa tiếp tục. Đó là một đầu tư. Mà không có một cái đầu tư nào mà không phải tốn kém. Mà tốn kém á, tài chánh là một, tâm tư là hai, cái suy nghĩ. Thầy cô nào đi đâu học Pháp Hòa cũng phải một là đích thân dẫn đi, còn không là phải gửi thơ. Mà nếu chỗ đó người ta không nhận tiền, mình cũng phải biết điều chứ. Tuy rằng mình cái gì không biết, trên đời này cái gì cũng có thể không biết, nhưng mà không thể không biết điều. Cho nên mình cũng phải biết điều chứ, cũng phải lo chuyện đó chứ. Mặc dù người ta không đặt vấn đề vì mình là một người tu, nhưng chúng ta sống chúng ta phải biết. Người ta cũng phải cưu mang con cái của mình phải lo. Rồi đâu phải vậy thôi đâu. Lâu lâu cũng phải bồi bổ chứ đâu phải bình thường. Mình trồng cái cây mà không có dưỡng, không có gì hết đâu được. Cho nên không có gì sai cả. Phải chi mình có con không lo cho con mà đi lo chuyện gì đâu không á, thì cái đó có lỗi đó. Còn đây mình có con mình lo cho con mà có gì đâu sai. Thành thử ra vị Phật tử này cứ việc đầu tư làm ăn để có tiền. Cái quan trọng là chúng ta làm ăn chân chánh đúng đắn, tạo những nguồn tài chánh để lo cho gia đình con cái, không có gì sai hết. Hồi sáng Pháp Hòa cũng nói Đức Phật dạy chúng ta tạo tiền, nhưng mà tất cả những cái tiền đó nó phải từ cái nguồn tiền mà chúng ta làm ăn chân chánh mà ra, chứ không phải những cái sự lường gạt mưu mô. Chứng khoán cũng không phải là cờ bạc, nó là một cái hợp pháp mà của sự đầu tư. Nhưng mà có điều là cái đó nó nguy hiểm vậy thôi. Nếu mà mình lỡ mất thì mình mất. Nhưng mà nó không phải là một dạng chúng ta không thể gọi nó là cờ bạc. Nó là một sự đầu tư có hợp pháp. Trong khi nghe thầy giảng, con có nghe thầy nói chú tâm cảnh giác. Khi con đọc kinh thì con cũng thấy câu chánh niệm tỉnh giác. Thật ra hai câu này nó là một nghĩa. Cảnh giác á, tức là chúng ta ý thức cao, đề cao cảnh giác mọi việc xung quanh. Và do có cái sự chú tâm là mình để vào đó. Hay là mình chánh niệm cảnh giác, nó cũng là một nghĩa đó thôi. Nhưng mà hai cách nói. Cho con hỏi sao lúc tụng kinh thầy mặc áo vàng, nhưng khi thầy giảng pháp thầy mặc áo nâu. Ông thầy chùa có ba màu à? Màu vàng, màu nâu, màu lam. Mà giờ không cho mặc hai màu này, chắc mặc màu tím. Ta có gì ta mặc thấy chứ, thét nét gì. Chọc quý vị chơi cho vui ha. Nhưng mà thật xưa là màu lam, màu nâu, màu vàng là ba màu mà Phật giáo bắt truyền dùng. Đúng ra đó, chúng ta chỉ có một màu thôi, đó là màu vàng. Màu vàng mà không phải vàng rực rỡ. Màu vàng này là cái màu luốt luốt, màu đất. Chúng ta gọi là kasa. Kasa được dịch nghĩa là những màu sắc được pha tạp.
Cho nên cái kasa nó không phải là cái áo. Kasa nghĩa là một cái màu mà người ta pha. Cho nên người Trung Hoa dịch là bất chính sắc. Bất chính sắc là màu sắc không có phải là màu sắc chánh, nó là màu pha của sắc đen, sắc xanh thì rồi pha vô. Rồi sau này khi Phật giáo truyền đến phương Đông, đặc biệt là Việt Nam, thì người Việt Nam mình đã có cái thói quen mặc cái màu đất mà nâu, nhuộm bằng cái vỏ cây nâu. Và đồng thời á, nó cũng từ cái ý là màu nâu cũng là màu đất, màu vàng của y cũng là màu đất, màu lam cũng là màu đất, nhưng mà có điều là đất non hay là đất già. Đất mà nó còn non, đất nó màu xám phải không? Đất nó lâu năm, đất nó già thì nó mới màu nâu. Vậy thì màu vàng, màu nâu, màu lam đều là màu của đất. Có nghĩa gì khi đạo Phật dùng màu của đất? Phải không? Vì đạo Phật luôn luôn, Đức Phật luôn luôn nhắc hàng đệ tử phải dụng tâm như đất. Mình phải lấy cái tâm mình phải dụng tâm mình như là mặt đất vậy. Tại sao? Thứ nhất, đất dày, đất rộng, và đất có khả năng dung chứa nước sạch, nước dơ. Dày mà rộng nghĩa là tâm kiên cố vững chắc. Tiếp nhận nghĩa là sự nhẫn nại. Khen chê tốt xấu gì, người ta đổ xuống đất nước dơ, nước sạch, nước tiểu, nước đàm, thậm chí đồ dơ, đồ sạch gì, đất tiếp nhận hết. Tâm người tu mình cũng phải vậy. Kế đến, muôn vật đều mượn đất để mà đi lên. Ví dụ như cỏ cây, rau trái cũng phải đất, phải không? Rồi gì nữa, muốn xây nhà, bây giờ người ta muốn xây đền đài cỡ cao cỡ nào đi nữa cũng phải lấy mặt đất làm chuẩn. Cũng như thế, những gì chúng ta ứng xử trong đời này nhỏ như hạt mè, lớn như là những cây cổ thụ, nhỏ như một viên đá sỏi hay là to như những cái nhà lầu cao, cũng không ngoài đất. Chúng ta rót một ly trà cho ai đó, hay chúng ta giúp cho họ đến tột cùng của cái giúp, nếu không giúp bằng cái tâm thì cái việc làm đó lớn nhỏ cũng không có giá trị. Nhiều khi cái việc nhỏ mình giúp người ta thôi, mà giúp từ tâm của mình, lưu xuất từ cái tâm của mình, thì cái việc đó nhỏ cũng thành lớn. Pháp Hòa ví dụ như người ta dắt cái gì, cái dầm ở trong tay thôi, mà mình lấy cái nhíp mình giúp người ta, mình lấy cái miếng chút xíu dầm cây đó ra thôi, việc rất nhỏ đó, vậy mà người ta mừng. Làm bằng từ tâm. Mấy cụ xỏ kim cũng thấy đường, đi ngang, bác đưa con xỏ cho. Hồi nhỏ là Hòa chuyên môn đi xỏ kim cho mấy bác may đồ. Rồi mấy bà mai cái chỉ Việt Nam nó hay bị dính cái gì đó, nó có cái mắc giống như nó bị kẹt đó. Lấy cái đèn cày á, cái sáp đèn á, vuốt một cái làm cho cọng chỉ nó trơn lại. Việc làm nhỏ thôi, nhưng mình làm tự gì? Làm tự tâm. Hồi nhỏ Pháp Hòa chuyên môn đi ru con cho người ta. Người ta mà ăn trưa xong cái thôi chị đi ngủ rồi, để con chị em ru cho. Bởi ca dao Pháp Hòa nhớ nhiều lắm. Ví dụ như hồi nhỏ mình nhớ gì, cái răng ba láng dàm sáng phong điền, anh có thương em thì cho bạc cho tiền, đừng cho lúa gạo xóm giềng họ cười chê. Bìm biệp kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời chèo chống mỏi mê. Má ơi đừng gả con xa,
cái gì, kim kiêu dưỡng hú, biết nhà má đâu, bây giờ qua đây mình ru kiểu khác. Má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ, Canada được rồi. Cho hồi nhỏ là mình làm mấy cái chuyện vậy đó, đi đi tới nhà hàng xóm xin ru con cho người ta. Rồi mà nghe mấy cô mấy bà ngồi ru con chừng dài dạo là thuộc mấy cái bài đó rồi, là bắt đầu mình vô mình làm bài bản vậy đó. Mình đứng mình ngồi mình ru cho đến khi nó ngủ luôn. Mấy bà sướng quá trời, mấy bà đi ngủ. Rồi hồi nhỏ là ăn xong rồi á, đi tới mấy cái tiệm mà mấy cái nhà mà người ta làm đồ chay, người ta bán là vô phụ, lạng củ sắn, gọt củ sắn, làm bì, chiên đậu hũ, làm đủ kiểu hết. Tới hồi tới giờ về, tới giờ ăn chạy về nhà ăn. Ăn ăn no bụng chạy tới nhà làm việc cho người khác. Mà ở Việt Nam ta kêu đi làm mọi. Mày khôn quá ha, khôn nhà dạy chợ ha, ăn cơm nhà đi làm mọi người dân. Cái số mình là phải phụng sự. Cho nên cái màu đó là màu đất. Mình làm gì cũng từ cái mặt đất lên. Mình tất cả chuyện làm của chúng ta nó lưu xuất từ cái tâm. Cho nên mình khi mình chắp tay á, ngay đây nè, chắp tay chắp ngay đây, biểu tượng. Và cái một trong 32 tướng của Phật á, chữ vạn nằm ngay đây. Thật ra cái chữ vạn là mình gọi thôi, chứ cái bản chất của nó không phải là chữ, nó không phải là một cái letter, nó là một cái biểu tượng, đó là một cái hình tượng trưng cho bình an. Cát tường. Rồi sau này bà Võ Tắc Thiên mới đề nghị nên gọi nó là chữ vạn, vạn tự, đưa vô từ điển. Cho nên nó thành ra chúng ta gọi là chữ vạn, chứ thật sự cái đó nó không phải là cái chữ. Nó là một cái biểu tượng, cái logo, cái symbol, biểu tượng cho bình an. Cũng giống như bây giờ ở khắp nơi người ta có những cái biểu tượng, mình nhìn biểu tượng đó mình biết cái đó là cái gì. Hồi xưa phái cái bang á, thì các môn phái đều có những dấu hiệu với nhau hết. Chỉ có tông phái đó người ta đi người ta gặp ta mới biết. Sư phụ để những cái dấu lại để biết sư phụ đang đi đâu. Mình đi ngang mình không biết, mà đệ tử phái đó đi ngang biết. Nó sư phụ mới đi ngang đây nè, sư phụ làm dấu cho mình đi về hướng trước, hẹn gặp, thí dụ vậy. Rồi, giờ giải quyết được cái màu ha. À, còn hỏi tại sao lúc thầy tụng kinh mặc áo vàng. Thật ra thì nó đều là giống nhau. Nhưng mà bởi vì cái áo hậu á, rộng đó, nó là áo lễ. À, những buổi sinh hoạt bình thường, nói chuyện đạo lý thì chúng ta mặc như vậy. Nó một hình thức khiêm cung, đơn giản. Chứ còn nếu mà nói đúng ra là khi chúng ta nói Pháp á, chúng ta phải đắp y. Thì cái nghĩa nó là Đại Phật Tuyên Dương thế cho Phật để mà thay thế Phật, nói những lời Phật. Nhưng mà bởi vì ở đây là mình có tính cách như sinh hoạt Phật Pháp thôi. Và sau này các thầy cũng ít, cũng có một số thầy đắp y. Nhưng mà đa phần thì các vị mặc cái hậu vàng thôi. Còn ở đây cũng là một cái áo hậu đó, nhưng mà mình làm gọn lại để chúng ta dễ sinh hoạt trong hàng ngày. Còn cái hậu hay là cái y để thành, bây giờ biến nó thành ra cái y lễ sám khi chúng ta khi mà chúng ta lên làm lễ. Chứ đúng ra cái y số 5 là y mà chúng ta mặc để làm việc đó. Con muốn hỏi là khi cầu siêu mình nên tụng kinh gì? Hết giờ chưa con? Thấy con lắc lắc thầy sợ sợ. Thật ra thưa đại chúng á, bất cứ kinh gì mình tụng, bất cứ kinh gì mình tụng mà mình có cái tâm hiểu ở trong đó, hay là cái sự gia trì trong đó, thì kinh đó đều giúp cho mình siêu hết. Vì sao? Vì bản chất của mỗi bản kinh là giúp cho chúng ta giải khổ, mà hễ khổ là siêu, hết khổ là siêu. Thí dụ tụng Phổ Môn mà chúng ta hết khổ cũng siêu. Nhưng mà tại sao các vị lại nói ở kinh Di Đà để cầu siêu? Thật sự
Khi Đức Phật thuyết Kinh Di Đà hay là khi mà Kinh Di Đà được hình thành thì cũng không hề có vấn đề là đặt cái kinh này để dành cầu siêu. Nhưng vì cái bản kinh đó nói về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà để chúng ta phát nguyện vãng sanh về đó. Cho nên, và hơn nữa nó không quá dài, cho nên chúng ta lấy cái bản kinh đó đặt thành là một bản kinh để đi hộ niệm, giúp cầu siêu để độ cho các vong linh nghe cái lời khai thị cảnh giới an vui đó mà cầu sanh về đó. Chứ không nhất thiết Kinh Di Đà mới là kinh cầu siêu, hay là Phẩm Phổ Môn Quan Âm mới là kinh cầu an. Vì Phẩm Phổ Môn Quan Âm nó thuần túy là một phẩm kinh nói về Đức Quan Âm, mà cái nghĩa lý nó siêu cao màu lắm, chứ không phải đơn thuần là chỉ để tụng cầu an. Nhưng ở một cái nghĩa tương đối phương tiện, người ta đọc vô người ta thấy Đức Quan Âm cứu khổ không à. Người nào đi tàu, đi ghe trên biển vân vân, ở chỗ lửa gặp nạn niệm Quan Âm thì liền được cái chỗ, cái sự cứu độ đó. Ở cái nghĩa tương đối, ở cái nghĩa gọi là phương tiện thì nó rõ ràng cho người đọc. Còn cái người mà người ta nghiên cứu thâm sâu, hiểu được cái nghĩa màu của cái Phẩm Phổ Môn thì nó không phải là những cái chuyện đó. Cho nên thưa đại chúng, bất cứ kinh gì nếu chúng ta tụng mà chúng ta để cái tâm của chúng ta rộng ra. Bởi vì cho nên á, tại sao phước mà chúng ta hồi hướng được mà tội chúng ta hồi hướng không được? Bởi vì khi mình có cái điều lành á, cái điều lành mình làm, mình suy nghĩ mình muốn trải ra cho người khác là cái gì nó rộng, cái tâm mình nó rộng. Cho nên phước là cái gì mà nó trang rãi ra. Còn cái tội là cái mà người ta sợ hãi, mà cái sợ hãi là cái từ biểu tượng của sự co rút. Cho nên làm sao hồi hướng tội. Pháp Hòa ví dụ như cái ly nước này nè, ngon lắm. Pháp Hòa nói lát nữa đem xuống chia cho mấy huynh đệ 10 miếng nha. Tại cái tâm mình nó có ly à, nhưng mà cái tâm mình nó duyên vô trong này, nó rộng đi, cho nên ở dưới hồi hướng được hết. Nhưng mà thí dụ như cái ly nước này là cái đồ ăn cắp, Pháp Hòa mới nói cái này tôi mới ăn cắp về nè, đem xuống dưới người ta nghe, thôi thôi ông uống, ông làm gì làm nghe, tôi uống tôi sợ lát mắt không, tôi đụng vô họ có chuyện. Tại vì nó là cái co rút. Mình đem cái ví dụ vậy. Cái gì co rút thì cái đó không thể cho, phải không? Cái gì nó rộng. Cho nên khi mình nói mình muốn cho ai cái điều gì đó, cái tâm mình nó mở ra rồi. Cái tâm mình nó mở ra cho nên người ta hưởng được. Ví dụ như hương mình thắp lên á, là nó thoảng. Nhưng mà cái tro nó đâu có thể rớt tùm lum được, rớt một chỗ đó thôi. Thì cái hương nó là cái có khả năng tỏa ra, còn tro là cái nó chỉ rơi xuống. Phước là cái gì nó trùm ra. Cho nên một người mà làm phước là ngàn người hưởng. Chúng ta làm một cái việc gì lành, ngàn người hưởng cái đó. Cho quý vị tụng kinh, thí dụ bây giờ mình không biết gì hết, giống như mới đây có một cô cũng mới gọi, cô nói thầy ơi mẹ con mất, con buồn quá mà con không biết tụng gì hết trơn á. Hỏi cô biết niệm Nam Mô Di Đà Phật không? Dạ biết. Cô niệm đi. Một ngày, hằng ngày cô sáng trưa chiều tối cô định khóa cô niệm đi. Công đức niệm Phật đó mẹ vẫn hưởng được, tại vì cái tâm mình tịnh, mình hồi hướng được. Tụng quá trời quá đất mà tâm sân si phiền não thì người ta cũng chẳng hưởng được gì hết. Cho nên khi mình tụng, cái quan trọng là mình khi mình tụng cầu siêu đó, không phải là mình tụng dài tụng gì đó, tụng phải nhiếp tâm. Khi mình tụng là cái tâm mình nghĩ đến cái hương linh đó, mình muốn giao cảm cho họ. Cho nên những cái lời mình nói, mình cái tâm của mình nghĩ đến họ, mình muốn khai thị cho họ nghe những cái lời của Phật. Nhưng mà mình đọc mình phải hiểu mình đọc cái gì thì mình mới truyền được cho người ta. Ví dụ như mình đọc cái bài khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả Di Đà niệm, uổng tải nhân tao tảo nhất tao. Mình tụng mà cái tâm mình đâu có hiểu gì đâu truyền cho người ta. Nhưng nếu mình tụng cái mình hiểu,
biển trần lai láng, sóng nghiệp lao xao. Người ơi mê chi giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Thật ra cái câu nguyên thủy của nó là sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Nói vậy người ta nghe giống như trách. Đổi lại, sống đã niệm Di Đà Phật hiệu thì chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Cái tâm mình có thì mình đủ chữ để đổi. Cái bài kệ của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Chúng ta tụng mà chúng ta hiểu thì cái hiểu đó nó mới tác động tâm mình và tâm người. Thí dụ như nãy mình đọc bài thơ mình không hiểu, nhưng mà nếu mình hiểu thì nó khác. Cho nên mình tụng cái gì mà mình hiểu là lập tức nó sẽ có cái nguồn cảm. Mà cái nguồn cảm rồi đó thì nó sẽ truyền cho người. Chờ cái bài cúng hương đó, lư hương vừa bén chiên đàn. Đọc coi thấy hay lắm luôn. Nó dịch từ một cái bài nguyên thủy chữ Hán thôi. Lư hương xạ nhiệt, lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân. Và chúng ta có mấy bản dịch cho cái bài đó. Hòa thượng Văn Đức Ngài dịch: lò hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong. lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân. Ngài dịch là lò hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong. Chư Phật trong hải hội đều xa hay, theo chỗ kết mây lạnh. Và có một bản dịch khác theo cái văn của Việt Nam: lư hương kim lư vừa bén chiên đàn. Lư vàng, chữ kim lư là lư vàng, vừa bén cái lửa nó vừa bén vô cái gỗ chiên đàn để làm nhang đó. Kim lư vừa bén chiên đàn thì khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương. Mười phương này có đạo tràng thì cái khói này xông lên cúng dường hết. Hiện thành mây báo kiết tường đó, hương vân cái đó. Hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành. Hay là chí thiền: khắp sông toàn cõi hiện tiền, ngưỡng mong chư Phật phước liền ban cho. Ta cho là nhiều bản dịch lắm. Mà chúng ta tụng mà chúng ta hiểu tự nhiên nó truyền à. Ví dụ mình cũng bắt chước người ta: loạn tanh loạn lầu, niệm nỉ thấu thấu nhi sậu quyền bắt ngâu. Mình cũng khác vậy, mình đâu hiểu gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình nghe lại cái câu đó thì cái lời bằng cái ngôn ngữ của mình thì nó khác. Cho mình tụng kinh là vậy đó. Nhưng có những trường hợp như là chúng ta tụng mật chú thì không tụng nghĩa. Vì sao? Ở cái bài thần chú nó cần sự nhiếp tâm. Chỗ này không nói là nghĩa nữa nha. Ở cái chỗ này chúng ta nói sự nhiếp tâm. Cho nên những câu mật ngữ đó tụng nguyên âm để chúng ta nhiếp tâm. Thưa đại chúng, trong Phật Pháp á, có chia ra làm 3 thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Bây giờ mình chỉ nói sơ chánh pháp, gọi là thiền định kiên cố. Tức là thời đó con người ít những cái vật dụng xung quanh, dễ tu dễ chứng, mà đặc biệt là gần Phật. Cho nên những gì cần thắc mắc thì có Phật để mà giải tỏa, cho nên gọi là chánh pháp. Tượng pháp, chữ tượng nghĩa là na ná, tương tượng, tương tự, nghĩa là
người xưa dịch là chùa tháp kiên cố. Tức là khi thời tượng Pháp thì nhiều chùa tháp to lớn, nhưng sự tu nó thiếu, gọi là tượng Pháp. Mạt Pháp gọi là kiếp giảm. Dạ thưa, câu hỏi này nói là nếu mà nói là mạt Pháp á, là niềm không còn niềm tin Phật Pháp, con người tuổi thọ giảm, thì vị này nói không đúng. Đang thấy con người tăng tuổi thọ, quý vị nghĩ có tăng không? Có không? Được mấy người? Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng năng phùng bá tuế nhân. Trên núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ được trăm năm. Con người mình bây giờ mà sống tới ba số là hiếm à, đa số là hai. 99 cũng mới có hai số à, phải lên trăm mới kêu ba số. Nhưng mà hiếm lắm. Ở trên núi cao tự có cây ngàn tuổi, nhưng dưới trần mấy kẻ được trăm năm. Ngàn với trăm nó khác, kiếm trăm là hiếm rồi. Hồi sáng này có một vị Phật tử tới chúc Pháp Hòa, nói chúc thầy sống lâu trăm tuổi. Thầy kế bên thầy trả lời liền, thầy nói vậy thầy sắp đi rồi đó. Tại năm nay thầy cũng 50 rồi. Bất quá sống thêm 50 năm nữa thôi. Thưa đại chúng, chữ mạt Pháp á, nói về kiếp giảm thì nó nhiều thứ giảm. Không phải chỉ giảm thọ, mà nó giảm niềm tin. Mà thế nào mà Phật Pháp bị giảm? Khi người con Phật không còn hiểu Phật Pháp một cách chân chánh, chừng đó mạt. Ngày nào chúng ta còn chịu khó học Phật Pháp thì chừng đó chưa mạt. Bởi vì trong kinh, ngài trong kinh luận á, Tổ Thiện Đạo có nói tới 5 điều mà làm cho Phật Pháp chưa bị mạt. Một là khi nào chúng ta còn gọi là tôn trọng chánh giáo. Mình còn tôn trọng chánh giáo không? Còn. Tôn trọng chánh giáo nghĩa là nếu người con Phật, người Phật tử, hay nói khác đi, cõi đời này chưa đến nỗi gọi là vô đạo đức, hay là không còn niềm tin, nếu con người còn tôn trọng chân lý, tôn trọng lý lẽ để sống, tôn trọng sự thật. Nếu ngày nào mà chánh tôn trọng chánh giáo, nếu nói theo Phật Pháp, thì người Phật tử còn tôn trọng chánh giáo thì Pháp chưa mạt. Còn nói rộng ra, ngày nào xã hội con người còn biết tôn trọng sự thật, tôn trọng đạo lý, tìm học đạo lý thì Pháp chưa có mạt. Điều thứ hai, chỉ tức sân ác. Thế nào gọi là chỉ tức sân ác? Chữ chỉ là dừng, chữ tức là dứt, sân là hận giận tức, còn ác là cái cực kỳ xấu xa. Như vậy, ngày nào con người chúng ta còn biết dừng cái xấu, dừng cái sân, dừng cái ác, dứt cái sân, dứt cái ác thì chánh pháp chưa đến nỗi mạt. Thôi bây giờ nói gần chút nha. Phật tử còn đi chùa với nhau, còn học pháp hàng tuần, chùa đó chưa mạt. Huynh đệ đi chùa với nhau, giảm sân si với nhau, giảm hờn giận ganh tức với nhau, chùa đó chưa mạt. Mình nói gần thôi. Rồi gia đình nào mà còn biết nhẫn nại nhau, dứt cái sân hận với nhau, đình chỉ cái đối xử xấu với nhau, nhà đó chưa đến nỗi mạt. Như vậy mạt ở đây không có phải là mình nói hiện tượng, mà phải nói tới cái sự thực tập. Nếu ngày nào chúng ta còn thực tập cái đó chưa mạt. Ngày nào đại chúng còn đi nghe pháp, em chưa mất job.
Còn khi nào đại chúng không còn nghe nữa, em về hưu non. Vậy quý vị hiểu được chỗ đó chưa? Điều thứ ba, điều thứ ba làm cho chánh pháp chưa mạt, đó là gì? Đó là tôn kính sự thượng tòa. Kính sự thượng tòa là gì? Mình còn tôn trọng lẫn nhau. Người nhỏ biết kính người lớn, con biết kính cha mẹ, đệ tử biết tôn trọng thầy. Người nhỏ biết kính người lớn chưa mạt. Cho nên thí dụ như trong nhà mà lúc nào, xin lỗi, khi vợ chồng cái ngày đầu tiên gặp nhau là gì nè? Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, xoay mặt lại phu thê giao bái, lễ thành. Người Việt gọi là gì? Tương kính như tân. Chồng vợ mình phải tương quý, tương kính nhau, quý trọng nhau như người khách. Chính vì mình kính trọng như người khách cho nên mình không có nói lời thô khi giận, không có chửi cha mắng mẹ của người đó, không có kêu mày tao mắng giết người đó, dù mình có giận 9 xe 10 vàng. Ngày nào mình còn tôn trọng cái đó, nhà đó chưa mạt, tình cảm vợ chồng đó chưa mạt. Giận lắm là ông với tôi, còn không nói nữa, du với mi. Chứ còn không có mày tao. Vợ chồng mà lúc bình thường thương nhau là anh em ngọt xớt, tới hồi giận nhau mình nói lời thô, tới hồi mà quề lại ốt dột lắm. Biết ốt dột không? Khi nào mình còn chưa có tiện rồi là nhớ khi xưa gặp nhau chung một đường kẻ trước người sau. Đó là điều thứ ba mạt pháp chưa có. Gọi là gì? Kính sự thượng tòa. Điều thứ tư, ái lạc chánh pháp. Chữ ái là thích, thương, lạc là vui. Ngày nào có người chúng ta còn biết yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng chánh pháp, yêu chuộng lẽ thật, ưa chuộng đạo lý thì chưa đến nỗi. Có nhiều khi người ta mới bắt đầu, người ta nói một hai câu, thôi thôi được rồi, nói nhiều quá, giải đời hoài à. Chừng 2-3 lần thôi cái người đó người ta mất hứng, người ta không muốn nói nữa, cái cuối cùng không ai dạy mình nữa, không ai chỉ dẫn cho mình. Có nhiều khi ta mới vừa nói cái, biết rồi, tôi biết rồi, tới hồi đụng tới không có gì để biết. Cho nên rốt cuộc á, cái gì cũng biết, gọi là biết hết á, mà đụng chuyện thì hết biết. Ái lạc chánh pháp. Điều thứ năm là thiện hối sơ tập. Chữ thiện là khéo, chữ hối là dạy, giáo hóa. Sơ tập là những người còn sơ cơ. Thí dụ trong chùa, những người mới biết đi chùa, mới tu tập, chúng ta gọi là sơ phát tâm. Phật tử sơ phát tâm. Phật tử nào đi chùa lâu năm rồi là Phật tử bất thối chuyển. Lâu năm rồi, rành rỏi rồi, không có thay đổi. Ai nói ngửa nói ngang, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Cho nên khi nào mà người lớn còn lân mẫn tới người nhỏ, chỉ dẫn cho người nhỏ từng bước một, thì mạt pháp sao có được. Mình còn dạy dỗ cho nhau. Pháp Hòa ví dụ, cha mẹ không bao giờ bỏ cho con mình tự do, lúc nào cũng dạy hết đó. Lúc nào cũng dạy dỗ con cái mình từ ly từng tí. Nhưng mà mình phải khéo, khéo dạy, khéo léo làm sao để cho con cái mình tiếp nhận được lời hướng dẫn đó. Ở trong chùa cũng vậy,
Người lâu năm khéo chỉ dẫn người mới tới. Người mới tới chịu khó học tập, không chống trái, không ghét bỏ người đó. Cho nên mình hay nói dạy con từ thở còn thơ. Còn câu kia để quý vị nói. Em nói câu đầu thôi. Nói câu thứ hai nói sao thầy rành vậy. Đó là năm điều mà Ngài Thiện Đạo dạy. Mạt pháp chưa đến nỗi. Pháp Hòa xin nói lại ha. Thứ nhất là tôn trọng chánh giáo, chỉ tức sân ác, kính trọng thượng tòa, ái lạc chánh pháp, thiện hối sơ tập. Nếu mà ngày nào chúng ta còn năm cái này, mạt pháp chưa đến nỗi. Một ngôi chùa, một ngôi nhà nào mà còn dẫn giảng cho nhau, chỉ dạy cho nhau thì chỗ đó chưa đến nỗi. Như vậy mạt pháp khi nào chúng ta làm ngược lại năm cái này. Thí dụ ngày hôm nay mình sống trong thời dễ mạt, nhưng mà nếu chúng ta ý chí vững chãi, tinh tấn, kiên trì, làm sao mạt được. Mà nếu có mạt là tại chúng ta hiểu không tới, không thấu, thì chúng ta làm không đúng. Ví dụ nè, Phật tử chụp hình mà sợ chụp ba, cái này chánh pháp mạt rồi đó. Tại vì không có cái trường hợp sợ chụp ba người. Chụp cái ba người không chịu, nhất định phải lôi người thứ tư vô. Mà nếu mà cái người thứ tư họ không chịu, tại vì sao biết không? Chị nói chụp ba là tam tai, cộng tôi vô thành tứ quái. À bây giờ bốn không chịu phải không? Lôi người thứ năm vô, người thứ năm không chịu nó ngũ quỷ. Người thứ năm không chịu kéo người thứ sáu vô, người thứ sáu nhất định sẽ từ chối lục tặc. Người thứ sáu không chịu kéo người thứ bảy vô, người thứ bảy sẽ từ chối nói gì thất tình. Trời đất ơi, trong Phật pháp hàng hà sa số pháp số, sao mình không nói sợ chụp ba không sợ, nếu chụp một nhất thừa, chụp hai nhị đế dung thông, chụp ba tam bảo, tam tôn, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Đứng hoài, mình chụp hoài, mình chết ba người kia vẫn đứng đó. Sao sợ chụp ba? Chụp bốn tứ diệu đế, tứ vô lượng tâm, được không? À, chụp năm ngũ giới, ngũ thường, ngũ trí, ngũ ly bì. Phật tử mà nắm được Phật pháp rồi, nói cái gì tôi cũng có cách nói hết. Anh nói kiểu nào tôi nói cũng được hết. Pháp tôi đâu có mạt, trong tôi đầy ấp pháp. Anh nói pháp nào ra tôi cũng có pháp đó thôi. Phật được gọi là đấng pháp vương. Quý vị hiểu chữ pháp vương không? Pháp vương là gì? Là ông vua pháp. Tại sao gọi là pháp vương? Thế gian có pháp gì, Phật pháp có đó, pháp đó để độ. Thưa thầy, con tham quá, thầy có pháp nào chỉ con? Tham là một pháp. Bố thí đi, bớt tham. Sống biết đủ đi, bớt tham. Đó là pháp đối lại cái tham. Thưa thầy, con sân quá, quán vô thường đi, sống nay chết mai, giận chi chống già, buồn nhau để chi, giận chi chống già, cười lên đi niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi, ta cười tươi, ôi thật vui. Pháp vương là vậy đó. Thế gian có pháp gì, mình có pháp đó.
thế gian có món ăn nào, thức ăn chay có món đó, đúng không? Nhưng mà mình kêu, thí dụ như người ta có bún bò Huế, mình kêu bún Huế thôi. Không có món gì không có. Đức Phật được gọi là Pháp Vương, vì thế gian có những cái pháp bất thiện, Phật Pháp có cái pháp thiện để chuyển hóa. Người ta có bệnh gì, Phật Pháp có thuốc nấy. Cho nên chúng ta thường gọi chúng sanh đa bệnh, Phật Pháp đa phương. Cho nên ngày nào chúng ta còn hiểu chánh pháp, hành chánh pháp, nói chánh pháp, không có mạt pháp, không có mắc cái gì phải sợ chục hai, chục ba, chục bốn đã. Trời đất ơi, đi đám cưới mà đếm nha, sanh, lão, bệnh, tử. Sanh, lão, bệnh, tử, ba đứa bỏ ra, thằng con mình nó lựa bầy bạn, nó tới bưng mâm, nó để má ra đếm con. Đứa đầu là sanh, dữ, bệnh, tử, bỏ ra. Lát nó nói vậy ai bưng? Bởi vì tứ sanh, lão, bệnh, tử, giữ có đứa sanh à, bỏ chữ lão, bỏ đứa bệnh, bỏ đứa tử, mà nó bưng có 10 quả à. Quý vị hiểu yếu là nó Phật tử không có cái chuyện đó. Thắp cây nhang mà nó cong, trội linh quá, làm như Phật rảnh lắm vậy đó. Phật ngồi, Phật ngồi đó nghe mình than xong cho nhang cong. Mình muốn nói Phật linh cứ linh, mà Phật nói, tôi không biết mấy vụ này. Cho nên mình là Phật tử, thí dụ thôi, thí dụ bây giờ mình thắp cây hương mà có những cái hiện tượng gì, tự tâm biết thôi, đừng quảng cáo. Tại cái đó không phải là cái mục đích của đạo Phật. Mục đích đạo Phật không phải nói nhan công, nhan thẳng. Mục đích của đạo Phật là làm sao tâm tư mình được giải thoát những cái chấp trước của thế gian, sống cuộc đời an lạc ngay trong kiếp này. Sống an lạc, chết sẽ an lạc. Cho nên niết bàn sẽ có nếu đời sống chúng ta bỏ được những cái chấp trước đó. Vậy bây giờ quý vị hiểu được chữ mạt pháp không? Mạt pháp không mạt nếu chúng ta hiểu chánh pháp. Thưa Thầy, con xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Thầy giải thích cho con hiểu tại sao Bồ Tát Phổ Huyền và Bồ Tát Văn Thù lại để cùng với tượng Phật Thích Ca, còn Quan Âm Bồ Tát và Thế Chí Bồ Tát lại đi cùng với Di Đà. Tại hai người này hai phe. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí một phe. Phe này ở phương Tây. Văn Thù, Phổ Huyền, Thích Ca một phe. Phe ở cõi Ta Bà. Tu hành cũng có phe đó, thấy không? Thưa đại chúng, trong kinh có câu á, nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một Phật ra đời, ngàn Phật phò trợ. Đúng không? Hôm nay nè, một người kêu gọi khóa tu, ngàn Phật tới hộ trì. Em không có nói em mà nha, em nói Thầy Quảng Hiếu. Mình làm việc gì mà có người ủng hộ, mình yên tâm làm hơn. Phật Di Đà ngày xưa, Ngài là một ông vua. Ngài phát nguyện: tôi nguyện đem tất cả công đức tu tập, tạo cảnh giới thanh tịnh an lành, để đưa những chúng sanh khổ não mà họ cầu về cảnh an lành về đó. Có hai người con trai. Hai người con trai đó đứng lên phát nguyện: Daddy ở đâu, con xin ở đó, và xin phò trợ cho Daddy. Cho nên Phật Di Đà là cha, Quan Âm Thế Chí là hai thái tử con của Ngài. Chuyện này thiệt em không biết.
Kinh nói sao em nói vậy. Kinh Bi Hoa có kể chuyện đó. Đức Phật Di Đà có bốn người con trai: Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí. Đó là bốn người con trai của Ngài khi Ngài chưa thành Phật. Cho nên có cái bài sám Di Đà đó: Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang. Hai ông này là bạn. Di thích bạn là Bảo Hải, Bảo Hải tức là Phật Thích Ca. Bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Bang. Như vậy thì một người mà phát nguyện làm lành phải có người phò trợ. Đó là mình nói theo cái lý, nghĩa là cái thông thường cho chúng sanh. Còn mình nói theo cái thâm sâu đạo lý. Phật Thích Ca biểu tượng cho tinh tấn. Quý vị thấy sự tinh tấn của Đức Phật không? Bỏ, nếu hiện đời này Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Chim hót trên vai sương phủ áo, hư kề dưới gối tuyết đơm hoa. Cho nên Đức Phật Thích Ca là tượng trưng cho tinh tấn, còn Đức Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho việc làm, là hành động. Cho nên sự tinh tấn này không thể thiếu hai phần: trí tuệ và hành động. Nếu thiếu trí tuệ thì sự tinh tấn không liên tục, thiếu trí tuệ thì hành động không liên tục. Cho nên hai người này phò tinh tấn, trí tuệ và việc làm giúp cho sự tinh tấn kiên trì mãi mãi. Mình biết tu sẽ có kết quả, cho nên giờ có cực một chút ráng tu. Cái này Phật gọi là trước khổ sau vui. Còn không chịu tu, trước vui sau khổ. Còn bê bát nữa, trước khổ sau khổ. Còn tu giỏi nữa, trước vui sau vui. Cho nên Phật Thích Ca là tinh tấn, Văn Thù là trí tuệ, Phổ Hiền là hạnh nguyện. Nếu không có hai cái năng lực này phò trợ, sự tinh tấn không kiên trì. Cho nên người nào muốn tu tinh tấn là người đó phải đủ năng lực nhận biết. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống Ta Bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Vậy quý vị hiểu không? Thì Đức Phổ Hiền, Đức Văn Thù, Đức Thích Ca, chúng ta thường gọi là Ta Bà Tam Thánh. Ba vị thánh ở cõi Ta Bà. Còn nói theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mai mốt quý vị đi tới mấy cái chùa cổ đó, chùa nào mà rộng lớn, người ta xây cái điện thờ ba vị, ở ngoài trước ta để bốn chữ Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mặc dù người ta đóng cửa, mình vẫn biết, đi ngang điện này biết trong này có ba vị nè: Phật Thích Ca, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát. Ta Bà Tam Thánh hay là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn Phật Di Đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh, Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Đại Thế Chí là tượng trưng cho hùng lực. Từ bi mà không có dũng mãnh thì từ bi dễ bị dọa, dễ bị thối lui. Trong kinh Phật có kể câu chuyện, Phật nói có một đoàn quân sắp sửa ra trận. Có một tên lính chạy vô: Bẩm đại vương, ngoài biên thùy 10.000 binh giặc. Đại vương cẩn thận, kẻo nơi này sẽ không còn gì. Ông vua nghe nói ở bên kia có 10.000 binh lính, kiều binh lui, không dám đánh nữa. Đức Phật nói người tu mình không khéo cũng vậy đó. Mình đi chùa mình tu, nói thí dụ thôi, mình tới cái chùa đó mình làm công quả đi, cái có người nói: Trời ơi, bà dám vô chùa đó công quả hả, bà chặn không á? Không dám đi.
mình sắp sửa lâm trận. Tự nhiên nghe dọ cái thụt lui. Người nào mà tiến bước thì người đó có trí tuệ của Bát Nhã. Tại vì Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ đó có ba bậc: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã là mình nói nghe thôi, nói kinh điển rồi nghe, đó là văn tự. Nhưng nếu chúng ta hiểu cái đó mà chúng ta không tư duy thì thiếu cái phần đó, gọi là không có quán chiếu. Cho nên người mà người nào thật chứng được là người đó có tư duy, có lắng nghe, có tư duy, cho nên người đó thật chứng. Thế cũng như vậy, sự thanh tịnh của chúng ta nếu không đủ dũng mãnh, mình sẽ bị người khác làm náo động, xáo trộn, không còn đủ sự thanh tịnh để tiến tu. Mình làm việc thiện mà nghe người ta nói tới nói lui, lát mình có thể bỏ việc thiện đó. Cho nên từ bi phải có thêm chút năng lực của thế chí là dũng lực, phò trợ Đức Di Đà. Vậy thì ba cái vị đứng đó là biểu tượng của hạnh tu. Và xin thưa đại chúng là tất cả Phật Bồ Tát đều có biểu tượng cho pháp môn tu hết. Thí dụ như tượng Phật ngồi cười hoan hỷ, chúng ta thường gọi là Bồ Tát Di Lặc á, hay là Phật Di Lặc là tượng trưng cho hoan hỷ. Sao để cái bụng ngày to như vậy? Bụng to đó không phải giống như mình ăn nhiều nó phát ách, mà cái bụng đó thường được người xưa ca ngợi như thế này: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng to chứa nhiều, chứa những điều người đời khó chứa. Lòng từ bi hay xả bỏ, xả những điều chúng sanh khó xả. Cho nên cái bụng to và nụ cười của Ngài biểu tượng cho xả và chứa. Chứa những điều mà người đời khó chứa, cười những điều mà người đời khó cười. Trời ơi, sao nó nói móc chị mà chị vẫn cười vậy? Rồi nó mới có móc mà, chưa chết, mắt chị khổ. Hiểu ý không? Nụ cười là tượng trưng cho xả, mà cái bụng bự là tượng trưng cho chứa. Mà người đời mình cười không nổi khi mình chưa xả, bệnh hoài là do mình chứa nhiều. Cho nên lễ Đức Phật Di Lặc á, lại Ngài đó, mà cứ lấy cái tay rờ cái bụng của Ngài mà mình không có nghĩ chuyện khác đâu. Rờ chi biết không? Có tiền, có tiền, có tiền. Tưởng cái bụng ổng bụng tiền. Cho nên Phật nào cũng bị quẹt. Quan Âm rờ, phù hộ con Quan Âm ơi. Con bệnh quá Quan Âm ơi. Ông ơi, mi rửa tay chưa? Nhất là cái lúc này á nghe. Vậy quý vị hiểu bộ ba không? Kính thưa Thầy, cho con hỏi làm sao để chuyển nghiệp. Cuộc đời mình không như ý có phải nghiệp từ kiếp trước? Nhưng con thấy có người sống tốt nhưng cuối đời họ vẫn hiểm nghèo, vợ con từ bỏ, không người thân đến thăm, không người thân bên cạnh. Gieo nhân nào hoặc gặt quả nấy, nhưng con thấy thực tế không như vậy. Kiếp này có dính tới kiếp trước or kiếp trước sao hay không? Đời này mình làm thiện á, mình mới làm đời này à. Thưa đại chúng, nhân quả là ba đời. Có những cái nhân nó trổ bây giờ, cái đó gọi là hiện báo. Có những cái nhân nó phải sau này nó mới trổ, gọi là hậu báo. Ví dụ mình trồng cái ớt hồi tháng 3, tháng 6, tháng 7 có trái. Nhưng mình trồng cây cam, cây quýt
cái bưởi phải 3 năm mới có trái. Vậy thì có những cái nhân không phải mình gieo đời này mà liền có quả. Nhưng mình nếu mình tin rằng đời có nhân quả thì đừng có, mình cứ tin tưởng cái đó rồi cứ tiếp tục gieo nhân thiện. Mặc dù đời này mình thường gặp quả bất thiện, nhưng mình biết rằng những cái quả nào không lành đó là quả mình trồng ở trước. Còn như mà mình thối tâm thối chí vì mình thấy mình làm thiện mà sao không thấy điều thiện, thì mình bỏ điều thiện thì đời quá khứ bất thiện, đời hiện tại bất thiện, thì quả quả nó dồn. Có nhiều người á bầm một số ớt dồn trong trái ớt, thành thử ra cái đó gọi là gì? Khổ khổ. Đời đã khổ rồi còn lại hiềm khích lẫn nhau, nói xấu nói tốt nhau, cái đó gọi là khổ khổ đó. Còn thân này vốn đã bất tịnh rồi mà còn nay đau mai bệnh, khổ khổ. Mình nói có nhất sao là đã thất bổn rồi, chưa kịp tới tam sao nữa. Người ta thường nói tam sao thất bổn đó, ba lần sao chép là mất đi cái gốc. Nhưng mà đời này người ta lãng tai, nhất sao là thất bổn. Bà kia đi chợ về nói trời nãy tôi đi chợ tôi gặp cái ông đóng cán chết con vịt, vô tới giữa sớm cái chát hết bầy vịt, tới cuối sớm nguyên đàn vịt. Trời ơi nghe vịt chết quá chạy ra kiếm vịt, không có gì hết, kêu đúng là tinh vịt. Rốt cuộc không có con vịt nào. Có một lần Pháp Hòa đi giảng thì mới vừa xuống phi trường thì thầy trụ trì ông ra ông đón, cái ông rủ đi thăm bệnh. Nó có một Phật tử bệnh nặng đi thăm, thầy mới gọi về chùa, thầy nói quý Phật tử ở nhà đừng có chờ nghe, thầy với thôi thầy Pháp Hòa đi bệnh viện chậm hết. Trời ơi ở nhà đồn lên thầy Pháp Hòa vừa xuống vô bệnh viện rồi. Hồi nãy có anh Phật tử anh đứng ra chụp hình, anh đứng cho mấy bác, cái anh gặp có con cô tóc xùi xùi, anh ấy dán tóc lên mà anh không nói ai. Em nghe em nhột chứ, em có hỏi ngược, anh hỏi anh nói ai, thôi kệ mình cũng vuốt cái hên. Vui không? Ăn cơm đi gì có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Chùa vui lắm. Có một Phật tử vô chùa hỏi một sư cô, mà cô này cổ người miền Tây cho nên cổ không biết nói chữ EG. Cổ nói sư cô có bầu không? Con nhớ năm ngoái cô có chồng mà. Con nhớ năm ngoái cô có trồng bầu, trồng cây bầu. Vậy năm nay cô có trái bầu không? Mà cổ hỏi ngắn gọn vậy đó. Sư cô có bầu không? Con nhớ sư cô có chồng mà. Cổ đỏ mặt rồi. Hôm sau cũng cô này tiếp, cổ cầm một cái cây bầu, cô vô cô hỏi sư cô lấy chồng không? Không lấy con lấy ạ. Cô hỏi sư cô là sư cô có trồng cây bầu này không? Không lấy con lấy về con trồng. Mà cô hỏi gọn vậy đó, cô cầm cái bầu cổ, sư cô lấy chồng không? Không lấy con lấy à. Bữa nào mình phải làm một cái collection những câu chuyện xảy ra trong nhà chùa đó.
Nam Mô Di Đà Phật, con kính xin thầy giúp con cách nào cho các con của con được trí tuệ sáng suốt. Mặc dầu các con của con theo đạo Phật nhưng không chịu học theo giáo lý Phật pháp và hay cằn nhằn than phiền con. Họ có trí tuệ đó, họ mới biết mình phiền họ than. Thưa, có nhiều khi mình nghĩ là con cái mình phải biết cái mà chúng ta gọi là Phật pháp, ví dụ như biết Tam Bảo, biết Tứ Đế, rồi vậy mình kêu là biết Phật pháp. Nhưng bây giờ bác nghĩ đơn giản thôi, có thể con mình không có hiểu Phật pháp một cách rành rỏi chữ nghĩa, nhưng con mình đã sống đúng theo tiêu chuẩn của đạo Phật. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, cứu giúp mọi người. Có nhiều khi người ta không cần nói Phật pháp mà người ta sống rất Phật pháp. Người có trí người ta sống vậy thôi, ta không cần nói nhiều. Cho nên bác để ý lại cái đó có phải không? Và không phải tính sao. Con là Phật tử ở nhà chỉ nghe pháp của thầy trên YouTube, kinh đọc hoài mà không thuộc. Hôm nay được diện kiến thầy thật là phước báo vô biên. Kính thầy giúp con đọc kinh ngắn gọn trước khi ăn. Vậy mỗi lần ăn gọi em, em đọc cho ăn. Em cũng rảnh lắm. Ý muốn học bài kinh đọc kinh á, cậu ai cho kinh ăn cơm phải không? Thật sự ra không có kinh gì kinh ăn cơm hết á. Nhưng mà khi chúng ta ăn, chúng ta khởi niệm là kinh thôi. Bởi vì kinh nghĩa là gì? Chữ kinh có hai nghĩa, khế lý và khế cơ, gọi là kinh. Khế lý là hợp chân lý, khế cơ là hợp căn cơ, gọi là kinh. Ví dụ như bây giờ ngay lúc này ăn cơm, mình chắp tay là mình đọc: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Hay là mình đọc: ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn Tam Bảo, ơn thầy mẹ cha, ơn người tín chủ đàn na, con nguyện học đạo vị tha đáp đền. Nghe như bài thơ vậy đó. Nhưng mà cái bài thơ đó hợp lúc là khế cơ, hợp lý là nói đúng. Có nhiều khi mình nói lý mà không đúng cơ. Ví dụ như con nít nó nhỏ xíu à, chắp tay lời con, đọc một lô, lần sau kêu ăn cơm với ngoại, thôi ngoại ăn mình đi. Nó nhỏ, mình cho nó tụng nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thậm chí quý vị chỉ cần nâng chén cơm lên nè, không cần biết mình ăn chay ăn mặn, cứ mỗi lần nâng bát cơm lên đọc ba câu: dứt miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ nhì, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhiều đó đủ kinh rồi. Bốn mươi lăm năm kinh điển của đạo đức, 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, một hàng trăm quyển kinh còn lưu lại không ngoài ba câu đó: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Con có câu hỏi nhờ thầy giúp giùm. Phật tử tới chùa lên chánh điện mang dép có được không? Tại sao vào phòng vệ sinh phải đổi dép? Tại vì chùa này dư dép. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta lên chánh điện á, theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam là chúng ta phải cởi dép để bên ngoài. Bởi vì chánh điện đã là chánh điện, nghĩa là cái điện chánh nhất
của cái chùa đó, không phải là điện phụ, nó là cái điện chánh nhất của một ngôi chùa. Tiếng Anh dịch là main hall. Thì trong cái điện đó có thờ Phật Tam Bảo, cho nên chúng ta phải kính trọng, không làm ô uế. Vì vậy cho nên chúng ta không mang giày dép vào chùa. Lỡ ai mang dép vào chùa thì chúng ta nhẹ nhàng nhắc thôi: chị ơi, chị hoan hỷ để dép bên ngoài. Nhiêu đủ rồi. Trời 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 trời, tội chết nghe không. Ô cha, cái bà này bà nói thôi, con đôi dép mà tôi tội quá. Mình cũng có cách nói, nhưng mà cái cách mình nói cho người ta dễ chịu. Nhiều khi người ta quên chứ người ta không có cố ý. Chị hoan hỷ để dép bên ngoài, tại vì tất cả chúng ta vào chánh điện không có mang dép. Người ta giật mình liền. Còn đối riêng với trong luật, khi đi vào nhà vệ sinh chúng ta đổi dép, là bởi vì trong nhà vệ sinh những cái chất tạp dơ trong đó, mình không muốn mang cái gì trong cái bẩn dơ đó rồi dẫm đạp lên chỗ khác. Thí dụ bây giờ mình mang cái đôi vớ vào trong đó, lỡ trong đó dơ mình ướt vớ, thì mình chính bản thân mình là đã thiệt thôi. Mình mang cái đôi dép, đôi giày nó, đôi vớ nó ướt nhẹp cả ngày khó chịu, cho nên thay đôi dép để chắc chắn rằng vớ mình không bị ướt dơ. Và khi ướt dơ là chắc chắn những tạp, những chất nước ở trong đó phần lớn là nước dơ. Cho nên để tránh trường hợp chúng ta dẫm cái dơ đi khắp cùng, đặc biệt là chánh điện. Ví dụ mình mang đôi vớ dẫm nhầm nước dơ lên chánh điện, dù không mang dép nhưng vẫn còn mang vớ, thì chánh điện cũng sẽ bị dơ. Cho nên đó là một sự tôn trọng. Nếu nói gần gũi thì mình cũng giúp cho cái ban lau dọn người ta đỡ cực. Thế thôi. Trong luật dạy là đi vào trong nhà vệ sinh thì chúng ta cần phải đổi dép. Nhưng mà nó cũng tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Ví dụ như mình đi ra ngoài phi trường, chỗ công cộng dép đâu đổi, thì phải chấp nhận vậy thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta ứng dụng, làm sao mà chúng ta linh động được cái giáo pháp đó, thì chúng ta là người hiểu đạo và tu đạo. Chứ không có phải mình cứ ngắt như vậy. Con rất hân hạnh được gặp thầy hôm nay, xin hỏi thầy một câu: cúng cơm cho người đã mất bao nhiêu là đủ để người đó không bị đói? Tùy theo số tuổi cúng. Trẻ cúng nhiều, già cúng ít. Người có răng thì cúng cơm, người không răng cúng cháo. Người răng khỏe cúng mía. Thưa đại chúng, mình cúng bao nhiêu cũng sao đủ. Thường thường ta nói vậy nè: nhang không cần thắp nhiều, một nén tâm thành cũng đủ. Cơm nước không cần ê hề, bằng tâm thành một chút cũng đủ. Bởi vì lúc đó mình chuyển lương thực bằng tâm. Và người chết không ăn theo cái lối ăn của mình là đoàn thực. Người chết là xúc thực thôi. Xúc thực là ngửi, đoàn thực là nhai nuốt như mình đó. Con người mình còn sống đó, con người mình còn sống để thức ăn vô miệng nhai nhỏ nhỏ, nhỏ nuốt, gọi là đoàn thực. Còn người mất, người âm, người ta không có ăn kiểu đó. Ví dụ như mình đem lên bàn, mình nói: má ơi, má về ăn cơm không đủ báo con biết nha má. Nếu má về bà nói thiếu con, dám xuống nấu tiếp không? Bỏ chạy liền. Trời, má tôi lưng quá, con muốn cúng người ta mà hỏi em, em có ăn đâu em biết. Cúng người đó, hỏi người đó. Is that enough? Thật ra quý vị thấy khi mình cúng cô hồn không? Con chén cháo à. Mà cô hồn thì vô số. Bây giờ quý vị bưng một nồi cũng không đủ nữa, tại quý thầy thỉnh quá trời thỉnh luôn. Nào là thập loại cô hồn, pháp giới cô hồn, kêu đủ thứ hết.
hà sa đẳng chúng tứ sanh, ôi kêu mà có một tô cháo. Vậy thì lúc đó mình cúng bằng cái gì mà họ đủ? Bằng cái tâm biến thực biến thủy của mình. Có bao giờ quý vị ăn có một chút mà quý vị no? Cũng có chứ, đôi khi không ăn cũng no. Trưa giờ Pháp Hòa chưa ăn gì mà vẫn no, tại ăn câu hỏi nè. Thì xin thưa đại chúng là người mất là xúc thực, còn người sống chúng ta là đoàn thực. Chúng ta cúng là tùy theo sức mình cúng, còn no đủ hay không là tùy tâm mình hiến hướng cho người ta. Đặc biệt là khi cúng, cúng cho họ là quán tưởng thực phẩm chứ đừng quán tưởng cái khác. Khi mình tụng, thậm chí mình không biết tụng gì hết á, khấn người mất xong rồi Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Giai Bảo Mãn Bồ Tát, cầu cho người đó no đủ. Và sự cúng thí này rộng khắp. Xin thầy giải thích cho con biết tại sao vào chùa lại Phật trước phải lại tổ, và tại sao bàn thờ tổ đường đặt sau lưng chánh điện và kế bên bàn thờ tổ thường là bàn thờ vong. Kính mong thầy cho con hiểu. Thưa đại chúng, đây là cái cách bày trí bàn thờ theo văn hóa của Phật giáo Việt Nam, chứ không có cái luật gì hết á. Đây là theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam thôi. Chúng ta gọi là tiền Phật hậu tổ. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Trước thờ Phật, sau thờ tổ. Nhưng mà tổ này là tổ gì? Tổ này là tổ tiên, những vị tổ tiên, những bậc tiền bối của chúng ta. Và các vị tổ tiên này chúng ta gồm có hai phần. Một là tổ tiên tâm linh, hai là tổ tiên huyết thống. Tổ tiên tâm linh là những bậc hòa thượng, sư trưởng, những người đã dạy cho chúng ta biết đạo lý giáo pháp. Còn tổ tiên huyết thống chính là cha mẹ bà con quyến thuộc của chúng ta. Vì đó là tổ đường, nơi thờ tổ, cho nên chúng ta thờ đủ hai nguồn tổ tiên của mỗi người chúng ta. Đó là tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Người sanh mình ra nuôi mình lớn là cha mẹ ông bà. Người dạy cho mình biết chữ nghĩa, biết lễ giáo, đó là tổ tiên tâm linh, những bậc thầy của chúng ta từ trường học tới nhà chùa. Cho nên đối với chúng ta luôn luôn tri ơn và thể hiện lòng tri ơn bằng cách thờ phụng. Cho nên chúng ta có bàn thờ tổ tiên. Ở nhà mình không thờ vậy được thì mình thờ gì? Thượng Phật hạ tổ tiên, trên thờ Phật, dưới thờ ông bà. Còn ở chùa vì cái chu vi rộng cho nên chúng ta tiền Phật hậu tổ. Người Huế đó thờ kiểu vậy đó. Quý vị đến những gia đình người Huế, quý vị sẽ thấy cách thờ tiền Phật hậu tổ. Ở phía trước là một cái bàn thờ cao, thờ Phật. Ở phía sau bàn thờ thấp hơn, thờ ông bà. Cho nên mỗi khi mình đứng trước bàn thờ Phật, mình lễ xuống, tức là mình vọng bái ông bà phía sau luôn. Đó là cách thờ theo người Huế, gọi là tiền Phật hậu tổ. Đó là cái cách thờ của văn hóa Việt Nam, chứ không có luật lệ nào hết. Nhưng mà bởi vì chúng ta là một người sống luôn luôn ghi nhận hai nguồn ân đức, đó là tổ tiên tâm linh và huyết thống, cho nên Hòa Thượng Làng Mai mới làm câu đối để thờ trong đó. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Gốc rễ tâm linh tức là các vị tổ mà đã dạy cho mình đây, bồi đắp. Rõ ràng là mình đang làm cái việc gốc rễ tâm linh xin bồi đắp nè. Hồi nhỏ má mình vẫn đi chùa, bây giờ mẹ mất rồi mình vẫn tiếp tục con đường đi chùa và hướng dẫn con mình đi chùa, gọi là gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Chúng ta có thân thể khỏe mạnh thì chúng ta phải gìn giữ để tiếp tục cho những đứa con mình được sự sức khỏe bình an. Còn vấn đề tại sao chúng ta xá tổ trước mới lên xá Phật?
Mà trước khi xá tổ chúng ta đối diện với nhau, chúng ta xá nhau rồi mới xá tổ. Lên chánh điện cũng vậy, đối diện xá nhau rồi mới xá Phật. Tại sao thế? Bởi vì cũng theo cái quan niệm thường tình, Phật thì cách mình quá xa, còn tổ thì gần mình nhất. Nhờ tổ mà mình biết Phật, phải không? Nhờ tổ mình biết Phật, vì Phật xa mình quá rồi. Nếu mà không có các vị tổ này giảng cho mình nghe Phật là gì, Pháp là chi, thì mình đâu có biết Phật Pháp là gì. Cho nên xá tổ là vậy đó. Những người gần mình nhất rồi đến xa. Nói nôm na là chào ba trước khi chào ông nội. Đến thăm ông nội vô, thưa ba con mới tới. Ông nội ở trong phòng hả ba? Con xin phép ba con vô thăm ông nội. Giống như mình đi về nhà mình thăm gia đình vậy đó. Chào ba má rồi mình chào ông nội bà nội. Cho nên người Việt Nam hay có câu á, tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca. Mình đến chùa gặp thầy trụ trì, chào thầy trụ trì, rồi xin phép thầy trụ trì lên lễ Phật. Đó là nói với các vị tu sĩ. Còn Phật tử thì mình có thể du di. Chứ nếu mà ngàn Phật tử nó để tôi thực hiện câu tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca, sắp hàng gõ cửa, thầy con lên lễ Phật nghe. Ông đứng gật lên đi con. Người thứ hai, thầy con lên lễ Phật nghe. Thầy trụ trì đó mau đi lắm đó. Trong cái thường cái câu đó là ứng dụng cho các vị tu sĩ khi đến thăm các chùa, tới tìm thầy trụ trì, ra mắt thầy trụ trì, rồi xin bái Phật. Bởi vì tu sĩ ít, cư sĩ nhiều. Cư sĩ mà làm kiểu đó thì thầy trụ trì thấy mệt lắm. Cho nên tại sao mình xá nhau trước? Bởi vì Phật mà mình hướng đây vẫn là Phật tượng, còn Phật tâm của mỗi người, Phật tánh của mỗi người là gần nhau nhất. Cho nên xá nhau rồi xá Phật. Cho quý vị mỗi lần gặp nhau, quý vị có xá nhau không? Thí dụ như bây giờ một vị nào mà quan niệm á, nói nhỏ hơn tôi, tại sao tôi xá nó? Thật ra mình đừng có nhìn cái tướng mà mình xá. Mình phải chào Phật tâm của người đó, Phật tánh của người đó. Mình chào người đó là chào cái Phật tánh, chứ không phải là mình chào cái thân tướng người đó, chào cái số tuổi của họ, không phải. Đời sống của con không tốt nên con không có hiếu với cha mẹ được. Con suy nghĩ không biết phải làm sao. Cha mẹ con chết hết rồi, xin làm sao con trả hiếu trả ân. Xin thưa, hồi xưa các cụ cũng dạy, cha mẹ còn thì báo đáp, cha mẹ mất thì theo ước nguyện của cha mẹ mà làm. Mình trả hiếu không phải chỉ dâng cơm dời nước, mà chúng ta phải duy trì cho được cái ước nguyện của tổ tiên ông bà. Cái đó mới gọi là báo hiếu. Thí dụ hồi trước kia mình không hiểu biết, mình có thể đã nói đã làm tổn thương cha mẹ, hoặc là mình muốn trả ơn cho cha mẹ nhưng vì nghèo quá, khổ quá không làm được. Nhưng bây giờ có tiền có của thì cha mẹ không còn. Có đôi lúc cũng có cái trường hợp như vậy. Cho nên người xưa cũng có câu đó: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Cha sanh ta ra, mẹ nuôi ta lớn. Ơn của cha mẹ sánh tựa biển trời, mà mình gọi là muốn trả ơn cho cha mẹ khác nào lấy cái tay mà với trời, hiệu thiên võng cực, với không tới. Vậy thì làm sao mình trả đây? Sống theo cái tâm nguyện của cha mẹ. Và mình biết rằng ngày nay trong chúng ta đang mang dòng máu của cha mẹ, chúng ta phải sống như thế nào? Dù cha mẹ quá vãng nhưng cha mẹ vẫn thể hiện đang sống qua cách sống của mình. Pháp Hòa ví dụ như hồi đó cha mẹ dạy mình nấu nồi chè. Bây giờ mỗi lần mình cúng chè, mình nấu cái món chè mà cha mẹ đã dạy, có không? Má hồi xưa dạy nấu xôi, nấu bánh gì đó, thỉnh thoảng bây giờ quý vị vẫn làm lại cái điều đó. Đó là một hình thức mình nhớ lại, một hình thức mình nuôi dưỡng cha mẹ. Cha mẹ mà mất,
chỉ là mất cái thể xác thôi, còn cái phần tâm thức, dòng máu, nụ cười, lời dạy vẫn mãi sống trong chúng ta. Còn cái chuyện mà mình có hiếu hay bất hiếu, thủy chung cha mẹ cũng phải mất. Dù mình có ân hận đi nữa thì sống cho đàng hoàng trở lại thôi là cha mẹ vui rồi, chứ không phải là mình làm gì hơn nữa. Con xin hỏi thầy làm sao dằn được cơn giận bộc phát ra? Nó bộc phát rồi sao dằn nữa? Thật sự ra con người mình ai cũng có cái giận hết á, ai cũng có cái sân hết. Nhưng mà mình tu thì mình nhận được cái tâm sân, nhận diện được tâm sân rồi tìm cách giảm nó. Mà muốn giảm nó phải tìm cho nó phương tiện. Ví dụ như cái người đó nói cho mình giận, mình đừng có lảng vảng xung quanh người đó. Họ nói một hồi mình giận hơn, mình đi chỗ khác, hít thở không khí trong lành, một lát cơn giận mình nó nguôi xuống. Hoặc là mình nói giận quá thì sẽ mất khôn, giống như người ăn quá thì mất ngon, no quá mất ngon. Giận nói không những lời không thiện không lành. Và hơn nữa chúng ta quán chiếu vô thường, nói chung là nhiều cách để chúng ta có thể giảm một phần sân giận của chúng ta. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, chúng ta có pháp bất thiện nào thì Phật Pháp sẽ có cái pháp đó để đối trị. Nhưng chúng ta cần phải duy trì món thuốc này uống cho đều đặn, để cái bệnh này nó không có tái phát mà nó được chữa trị. Thưa đại chúng, không có bệnh nào mà uống một lần thuốc là hết, trừ những căn bệnh quá sơ sài. Chứ phần lớn là chúng ta phải uống đều đặn. Ví dụ như cao máu nè, uống hết đời, mặc dù bệnh này không có gì hết trơn á, nhưng mà bệnh cao máu này uống thuốc đều đặn mỗi ngày thì không sao. Cũng như thế, mỗi ngày quý vị cứ duy trì cái niềm tu tập và quán chiếu đó, dù không hết nhưng không đến nỗi quá ư là bộc phát. Chúng ta tu và chúng ta nhận biết để cho nó ngủ xuống. Kính xin thầy cho con một lời pháp, vì con mãi rai rứt vì con trai của con cách đây 4 năm đã tham gia làm Phật sự trong chùa và có ý hướng xuất gia, nhưng nhìn thấy ý của mẹ vương vấn nên cháu đã chùng bước. Sau bao năm lên chùa nghe pháp, con thấy mình ích kỷ nhỏ nhen, đã làm lỡ mất cơ hội cho cháu đến gần hơn với Phật. Này ân hận. Thưa đại chúng, cái này cũng là cái tâm trạng của người mẹ thôi, không sao. Thật sự ra mỗi người mỗi duyên, chứ không phải là một phần thôi. Bác nha, vì mình vương vấn con mà con cũng thương mình, rồi sợ mình buồn, rồi chùng bước không tu. Thật ra mình nghĩ vậy và cũng một phần, chứ không phải đâu. Nếu mà người con đó quyết chí đi tu thì cũng sẽ làm được việc quyết chí đi tu của mình, chứ không phải một chút vương vấn của mình mà người đó chùng bước đâu. Hôm nào Pháp Hòa có cơ hội, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe nhiều vị một khi quyết chí đi tu. Trong đó gần nhất cho Pháp Hòa nói, Ngài Hoàng Nhất là một vị luật sư trong Phật Pháp ở bên Trung Hoa thời cận đại. Ngài đi tu rất là muộn, bởi vì Ngài có từng qua Nhật du học, và Ngài đã lấy vợ người Nhật. Ngài đã lấy vợ người Nhật, và khi Ngài quyết chí Ngài tu, Ngài đã viết một lá thơ lại cho người đó, và Ngài đã xuất gia. Và sau này mấy lần người đó tới thăm, Ngài vẫn ra tiếp. Và lần cuối cùng Ngài mới nói rằng, thôi cô thăm tôi lần này nữa đủ rồi, cô có thể về nước để an dưỡng. Và Ngài nói hết cái tâm nguyện của Ngài, và cuối cùng cô gái Nhật đó đã bằng lòng cho Ngài đi xuất gia. Hồi nãy Pháp Hòa có hai người Phật tử mà quy y với Pháp Hòa cả chục năm về trước. Chú mới tới thăm Pháp Hòa và đảnh lễ, chú xin phép cho chú đi xuất gia. Và bởi vì chú có một cái nơi của chú, rồi chú xin xuất gia với vị thầy ở địa phương đó.
Nhưng chú vẫn nhớ Pháp Hòa là người thầy bổn sư truyền năm giới cho chú ngày đầu chú vào đạo. Cho nên hôm nay đến để thăm thầy và đảnh lễ, xin phép thầy được đi xuất gia ở nơi chùa đó. Và vợ chú cũng đi theo. Và chú nói rằng hai vợ chồng quy y với Pháp Hòa hết. Thì chú mới nói rằng nhà con cũng đã cho con được đi xuất gia, vì con cái bây giờ lớn hết rồi. Pháp Hòa nói đó là một cái phước duyên không phải dễ. Đời này mà chúng ta sẵn sàng cắt ái từ thân và người phối ngẫu của mình cũng hoan hỷ trợ duyên cho mình. Bây giờ chúng ta không sống bằng những cái tình cảm lê thê của thế thường, mà chúng ta biết chuyển cái này thành gì? Bồ đề quyến thuộc. Bồ đề quyến thuộc là chúng ta hướng dẫn với nhau trên con đường tu tập. Ví dụ như bây giờ vợ chồng quý vị không cần làm gì đâu, cũng không cần phải xuất gia, nếu quý vị đồng tâm phát nguyện. Vợ chồng chúng ta đời này hiểu Phật Pháp rồi hãy cùng nhau tu tập trong đời này. Nếu chúng ta chưa đủ duyên xuất gia, cứ làm vợ chồng nhưng mà hướng dẫn nhau trên đường tu. Phật có nói bài kinh đó. Bài kinh nói vợ chồng có bốn cái đồng. Đồng giới nghĩa là thọ giới tu chung. Đồng thí nghĩa là cùng nhau giúp đời bố thí. Đồng hướng nghĩa là cùng một hướng mà đi. Đồng huệ nghĩa là cùng một loại trí tuệ tu tập. Vợ chồng có bốn cái đồng đó, gia đình hạnh phúc, mặc dù không phải là người xuất gia. Cho nên bác đừng có lo nữa, bác cứ bình an. Mà đặc biệt là tuy con mình thân không xuất gia, nhưng có thể con mình tâm đã xuất gia. Có nhiều khi vào chùa tu nhưng suy nghĩ chưa chín chắn, cho nên thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cho nên việc này bác cũng đừng lo, miễn đời sống người con có hạnh phúc, có an vui, thành một Phật tử chân chánh, hộ trì tam bảo cũng tốt rồi. Còn nếu mình, người con mà nếu thật tâm có duyên với sự tu hành thì có cản cỡ nào cũng đi. Hồi nhỏ Pháp Hòa xin đi tu, gia đình đâu cho. Tại vì gia đình muốn là mình phải học xong rồi mới tu. Nhưng mà tại vì từ nhỏ mình ham tu quá, 7 tuổi xin chưa được, 8 tuổi xin cũng không được. Rồi tới hồi lúc đó là phải có giấy đi qua, cho nên phải đình trệ cái việc tu. Mà trong lòng Pháp Hòa nhất định nói với gia đình rồi, con qua tới bển là trước sau cũng phải tu. Khi Pháp Hòa học xong lớp 9 là 15 tuổi, vừa bãi trường năm đó thôi là quỳ xuống xin cha mẹ đi tu. Mà Pháp Hòa mời cha mẹ ngồi xuống, vừa quỳ xuống thôi là bà già biết chuyện gì rồi. Bà già hỏi thầy xin đi, chú xin đi tu phải không? Nói dạ. Bắt đầu khóc lóc lên, đâu có cho. Rồi bắt đầu mượn kế quản binh, ráng học cho xong. Thật sự ra cha mẹ vẫn biết tu là tốt, nhưng sợ con mình khổ. Vô chùa thức khuya dậy sớm, ăn không đủ, sợ nó khổ. Rồi cô dì chú bác gì cứ gọi phone khuyên đừng tu, ở nhà tu đi con. Rồi đem câu thơ ra khuyên, tu đâu cho bằng tu nhà. Thí dụ vậy. Nhưng ta quyết chí đi tu. Cho nên bữa nọ tóc hơi dài dài, nói với thầy trụ trì, nói con xin đi ra ngoài hớt tóc. Thầy cũng nói đi làm chi cho mất công, thầy ở đâu thầy có tông đơ thầy hớt cho con. Mà thầy thiệt tâm thầy muốn hớt, nhưng mà không biết làm sao. Thầy hớt làm sao hồi nó trợn tay cái thầy chỉnh, chỉnh riết hồi cái tóc Pháp Hòa nó có dành vậy nè. Cái miệng dừa làm sao là nó vậy đó. Đi về nhà ông già hỏi ai hớt tóc mày vậy. Pháp Hòa nói thầy ở trên chùa không hớt. Nói hớt gì kỳ quá. Pháp Hòa lợi dụng chữ kỳ á, dạy cạo luôn nha ba. Ông nói vậy để làm chi. Lợi dụng cái chuyện cạo đầu, mà lúc đó chưa thọ giới, chưa xuất gia, tại hớt tóc hư mà phải cạo thôi. Ngày nào cũng sợ tóc mọc lại, sáng nào cũng lấy cái dao bào cạo, tự cạo, tại vì sợ tóc mọc lại là bị bắt ở nhà tiếp. Cho nên lợi dụng cái chuyện đó rồi cái đi tu luôn. Cho nên lúc thọ giới không dám cho cha mẹ hay.
Khi đi xuất gia rồi, thọ giới xong rồi, một bác Phật tử mới dẫn về nhà, xin cha mẹ nói tôi xin phép cô chú cho cháu nó tu. Là nó ham tu quá mà giờ cô chú không cho, nó làm liều rồi. Nhưng mà lúc đó đâu có đi tu mà cha mẹ còn thương quá, mình đâu có nỡ. Nói thôi giờ mẹ cho con đi tu đi, một ngày con ở, một tuần lễ con ở chùa 4 ngày, ở nhà với mẹ 3 ngày cũng ok. Nhưng mà xin thưa đại chúng là chưa ở ngày nào. Tại vì sau khi đi xuất gia rồi, thầy trụ trì bận đi Phật sự, Pháp Hòa phải ở nhà coi chùa. Lấy cớ nói thầy không có ở chùa, con phải ở chùa. Đi học về ghé vô nhà, tha đồ bỏ vô tập. Bà già thấy lúc vô nhà cái vỏ xẹp lép, lúc đi ra cái vỏ phình. Bà nói chú tha đồ đi về chùa phải không? Nói là nói vậy nhưng mà chưa ngày nào ở nhà. Mà có về nhà thăm không ở được lâu, vài ba tiếng thôi là nôn nao muốn về chùa. Chùa có chật có cỡ nào cũng hạnh phúc hơn ở nhà, vẫn cảm thấy thoải mái hơn ở nhà. Cho nên cái người mà người, nếu mà mình cái người đó quyết tâm và phát nguyện rồi thì không phải do mình mà người ta chùng bước đâu. Cho nên bác đừng có buồn vậy. Buồn vậy rồi anh biết được anh cũng buồn theo. Sao mẹ con giờ không cùng nhau tu? Sư bà thể quán mà khi mẹ già rồi sư bà chăm sóc, mà bà về Phật rồi sư bà phát nguyện: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Kính xin cảm ơn thầy rất nhiều, nhờ thầy con mới được làm neo. Ủa? Vụ gì vậy ta? Em không mở tiệm neo mà em cũng chưa có giới thiệu. Nhờ thầy con mới được làm neo, nhờ nghe thầy giảng pháp mà phần nào con đỡ bớt tham sân si rất nhiều. Con đang học theo câu nguyện của thầy là: cho con nguyện thua tất cả, cho con được thắng con. Nhưng thầy ơi, có những lúc con gặp phải những việc không công bằng cho con rất mệt mỏi. Con xin thầy cho con lời khuyên dạy. À, bây giờ hiểu ý rồi. Vô cái chỗ đó nhiều sân si phải không? Thì mình đã nguyện rồi thì phải chịu. Và hơn nữa thưa đại chúng, không có gì dễ ăn đâu. Không có gì dễ ăn hết á. Thậm chí mà người ta giúp cho mình ở đời này, việc gì mình muốn thành cũng phải là một sự quá trình trải nghiệm. Cho nên thôi không sao, mệt với mỏi nghĩ lại hết mệt làm tiếp. Thật sự ra trong cuộc sống đôi lúc mình mệt mỏi mình muốn bỏ cuộc á. Nhưng mà ngộ một cái lắm, nghỉ ngơi hết mệt làm tiếp à. Tại vì cái máu mình máu làm việc, khỏe rồi là muốn làm. Thôi mình làm như có một bài hát đó: mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thôi rồi đứng dậy làm tiếp. Con cũng không biết phải hỏi như thế nào, nhưng xin thầy giải thích cho con hiểu về hiện thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi con thấy tượng là trong hiện thân nữ và có khi là thân nam, đúng không vậy? Hồi nãy Pháp Hòa nói ý nghĩa của Đại Thế Chí rồi. Còn về hình ảnh thì tùy theo mỗi quốc gia. Ví dụ như Đức Quan Âm, thật ra Ngài là thân nam, Ngài là người nam chứ đâu phải người nữ. Nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của Ngài là từ bi, cho nên khi Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam tạc tượng của Ngài thì tạc thân tướng người nữ để biểu tượng cho hạnh từ bi một người mẹ thương con. Chứ thật thời Quan Âm không phải nữ. Đó là một cái hình tướng mà do chúng ta tạo ra để biểu tượng. Con có thờ tượng Quan Âm nhưng bị gãy một ngón tay.
thì có được không thầy? Vì con cứ thấy không có vui, không vui thì đổi tượng khác. Thật sự ra không sao hết, để một cái tượng đó thờ cũng không hề gì, mình gọi là tượng cổ. Tại vì quý vị biết không, Pháp Hòa đã từng đi đến các chùa, có những cái tượng là tượng cổ, vì tượng cổ cho nên sự gãy đổ là chuyện bình thường. Cái tùy theo cái tâm của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng đây là một tượng Phật thì không may thì cái tượng này không lành lặn, chứ đừng có sợ cái vấn đề gọi là thờ vậy nó có vấn đề gì xui xẻo trong gia đình. Như ngày hôm qua có một vị nói là đem cái tượng Phật màu đen về gia đình xui vậy đó. Không phải vậy. Nếu mình không cảm thấy thoải mái thì mình có thể đổi một tượng khác. Vấn đề thờ tượng ở đây là vấn đề biểu tượng, chứ không phải mình thờ tượng nào Phật mới linh. Nếu mình thờ một cái tượng đó mà mình không cảm thấy thoải mái thì chúng ta có thể đổi tượng khác. Rồi cái tượng đó mình đem về chùa, mình cúng chùa để cho chùa cất vào kho, không sao cả. Còn nếu mình thấy rằng cái tượng này nó có rất nhiều kỷ niệm với mình cứ giữ đó. Quý vị nào có dịp đi qua Thái Lan, người ta vẫn giữ nguyên một cái thành chỗ đó, tượng Phật bị đứt đầu hết. Tại vì cái thời chiến tranh giữa hai nước, nước này qua xâm lăng đập phá những tượng Phật. Quý vị có dịp đi Trung Quốc, về những ngôi hang động chùa chiền mà cổ á, thời cách mạng văn hóa Mao Trạch Đông cho người bắn đập, bây giờ những tượng Phật đó mất những cái phần tượng, người ta cũng để đó thôi, bởi vì đó là di tích, đó là tượng cổ giữ lại. Có những tượng Phật bị bắn lủng mắt, lủng ngực, lủng đầu, người ta vẫn giữ. Vậy thì cái tượng Phật cho dù lành hay khuyết chỉ là một biểu tượng. Chúng ta biết tượng đó là Đức Quan Âm, tượng trưng cho lòng từ bi, chúng ta kính thờ, học hạnh. Còn tất cả là biểu tượng, quý vị thờ cái nào cũng được hết. Đừng có giữ cái đó mà trong lòng khó chịu hoài, thì tự nhiên vì cái tượng mà làm mình khó chịu, bất an trong khi mình tu tập thì không nên. Kính thưa Thầy, con xin Thầy giải thích ý nghĩa câu niệm Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa đại chúng, câu này không phải là tên của một Bồ Tát. Vì cái câu này chúng ta niệm khi chúng ta nguyện hương, và vì chúng ta muốn nguyện cái khói hương mà chúng ta dâng lên cho Phật biến thành một cái bảo cái thơm. Cái khói hương này kết thành mây, và mây này kết thành một cái lọng che mà có được cái mùi thơm quý báu. Cho nên mình niệm chữ hương là thơm á, chữ vân là mây, chữ cái là cái bảo cái lọng che. Thì ý muốn nói là khi con cúng hương này cho Phật, cho Bồ Tát, thì con nguyện rằng cái hương này xông lên và sẽ kết thành một cái bảo cái, một cái lọng để che Phật, cúng dường Phật. Đó là một cái tâm thành, một ước nguyện. Và sự việc gì chúng ta làm bằng tâm thành, bằng ước nguyện thì tương đồng với Bồ Tát, cho nên gọi là hương vân cái Bồ Tát. Thí dụ như Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, thì con xin cúng dường hương này, và hương này con cúng bằng tất cả tâm thành của con, và cây hương này đã giúp con chuyển đến chư Phật tâm thành. Thì hương này hương của Bồ Tát, hương này được ví như là Bồ Tát, vì đã giúp cho con có sự tiếp nối giữa con với Phật. Ví dụ vậy đó. Cho nên những cái câu mình niệm vậy là đều là cái ý nghĩa biểu tượng. Ví dụ bây giờ hồi sáng này nè, hai ngày nay trong chùa Bát Nhã nè, chúng ta ngồi đây hàng ngàn người ăn hai bữa cơm, mà biết bao nhiêu người ở phía sau rửa chén nấu ăn, không được nghe pháp, không được chụp hình gì hết. Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát, Nam Mô Thường Nấu Ăn Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó. Cho nên hồi nãy sẵn dịp Pháp Hòa đi rửa tay, Pháp Hòa ráp vô đó chụp hình với mấy vị trong bếp. Tội nghiệp, các vị lo cho mình mà quên cả
cái vui cho bản thân. Cho nên mình phải nhớ ơn các vị đó, mình phải nghĩ tưởng tới các vị đó. Có một thầy đứng rửa chén rồi Pháp Hòa mời thầy tới chụp hình. Thầy nói con mặc đồ ngắn, đâu có sao. Chẳng những vậy mà ôm cho thân thiết nữa. Tại vì người đó là Bồ Tát. Mình mà không biết gần mấy Bồ Tát có lỗ lắm. Bây giờ tâm con cảm thấy niệm chết không thầy, trong đầu con cứ nghĩ mình sắp chết, nhưng con vẫn đi công việc công quả bình thường. Thì nếu mình hay nghĩ mình chết mà mình chưa chết thì không sao. Thưa đại chúng, mà nhiều khi mình suy nghĩ như vậy thôi, mình sợ cho thật sự ra cũng đó cũng là một niệm đó, gọi là niệm chết. Mình nhớ là khi mà mình có một cái ý niệm khác nó khởi lên mà mình muốn diệt trừ cái niệm đó thì mình niệm khác. Ví dụ mình niệm sân là niệm giận á, thì mình nên niệm chết để mình giảm sân. Hay là mình tham quá thì mình lại niệm cái gì, niệm cái người khổ để mình giảm cái tham đó, vân vân. Cho nên tất cả đều tùy theo cái tâm niệm của chúng ta. Niệm là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ chết mà không để tiêu cực, nhớ nghĩ chết để mà mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ một câu này. Khi mình đi thăm bệnh á, mình đọc câu này trong khi mình đi thăm bệnh. Nếu thăm người bệnh, cầu cho mọi người hiểu thân không sạch, lìa sự tranh cãi. Con người mình mà cứ thấy mình khỏe, cứ thấy mình bình an thì có lẽ mình ít nhường ai. Còn lâu lâu mình có bệnh tật thì mình sẽ biết nhường người, biết nhịn nhục, biết chuyển hóa, biết bỏ qua.